Chào các bạn đang nghe bộ truyện Linh Dị Cửu Long Chéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn. Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube Thích Nghe Truyện 247. Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Chỉ có điều bản thân cô không đuổi kịp cũng không sao, chỉ cần liêm đao trong tay đuổi kịp hắn là được. Thiên công địa kích, âm dương diệt tuyệt, chém. Chỉ nghe Thùy Hỏa hét lớn, dốc toàn lực dùng thanh đao trong tay chém ra. Ánh trăng máu đã đủ khiến người ta choáng ngợp, thế nhưng ánh đao của Thùy Hỏa càng khiến người ta sững sờ không thôi. Một đao xuất ra, ánh trăng liền đứt đoạn. Đường đi của Thiên Tôn cũng đồng thời bị chặt đứt, hắn ta kinh hoàng lúng túng muốn tìm hướng khác để chạy, lúc này Thùy Hỏa lại chém ra một đao. Ánh đao chém đứt cơ thể sói của Thiên Tôn, đem người hắn ta chặt làm hai khúc. Lúc xác thịt bị xẻ ra, thần hồn cũng đồng thời bị xé rách. Thiên Tôn chỉ kịp thét lên một tiếng thảm thiết thấu tận trời xanh, hóa thành một cơn mưa máu từ trên trời cao trút xuống. Trước giờ chưa từng có đao pháp giống như vậy, mà trước giờ cũng chưa từng thấy một người nào giống như vậy. Hoặc cũng có lẽ rất lâu trước đây, ở những năm tháng xa xưa đó đã từng có người chứng kiến đao pháp như thế, cũng từng nhìn thấy một người như thế. Đáng tiếc, những người từng chứng kiến đó, hiện giờ chẳng có mấy người còn sống. Năm xưa, mỹ nhân nhấc đao chấn động cả bát hoang. Mà hôm nay, mỹ nhân nhấc đao khiến toàn bộ vũ trụ hư không phải kinh sợ. Thiên đạo giật mình tỉnh lại, không biết bao nhiêu bậc chí tôn đang ẩn nấu sâu trong vũ trụ hư không cũng đồng thời tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Bọn họ bối rối ngơ ngác, không biết là ai có gan lớn như vậy, lại dám đánh thức cả Thái Sơ Tử Thần. Bọn họ đã ẩn náu cả trăm triệu năm, trốn tránh thời gian và cả vận mệnh. Ngay cả thiên đạo cũng ngầm chấp nhận sự tồn tại của họ. Thế nhưng giờ đây bọn họ biết rằng bản thân chẳng thể tiếp tục trốn tránh được nữa. Bởi vì vị Thái Sơ Tử Thần tới từ âm dương diệt tuyệt chi địa đã thức tỉnh rồi. Cô đã quay lại, mang theo cả thanh đao âm dương diệt tuyệt của mình quay lại rồi. Bảo lôi băng xương lung lay sắp đổ, dường như lúc nào cũng có thể sụp xuống hóa thành băng tuyết. Sau khi giết chết Thiên Tôn, Thùy Hỏa nhấc đao bước từng bước về vương tọa băng phong. Hoa tuyết lại bay bay trong không trung, kỳ thực. Hoa tuyết là ân huệ của thần chết, bởi vì toàn bộ con dân của minh giới sẽ có cơ duyên tu hành và thần niệm do tử thần ban phát từ những bông hoa tuyết đang rơi trên bầu trời. Thật đáng tiếc, cả tòa bảo lôi băng xương chỉ còn lại một mình Thùy Hỏa. Cô ngồi lên vương tọa, hai tay cầm âm dương diệt tuyệt bắt đầu đọc lời tuyên thệ, chúng ta không sống cũng không chết, chúng ta sẽ bị lãng quên bởi người còn sống và kẻ đã chết. Chúng ta có thể quay lại thế giới trước đây đã từng nói lời ly biệt, thế nhưng vĩnh viễn không thể nào quay trở lại những ngày tháng mà chúng ta đã sống. Không thể nào quay trở về bên cạnh những người mà chúng ta thương yêu. Chương 1259, nước con sông Minh 1. Lời tuyên thể cất lên, băng tuyết trên bảo lôi cũng dần dần nứt ra. Khối băng biến thành tảng băng hóa thành hoa tuyết. Ban đầu tuyết bay lả tả, gần như che khuất tầm mắt mọi người, chẳng bao lâu sau liền hóa thành một cơn bão tuyết. Bầu trời ngập trong tuyết trắng, mãi cho tới khi hoa tuyết rơi xuống, bông tuyết cuối cùng tan ra và biến mất, bảo lôi băng xương cũng không còn tồn tại nữa. Trên vương tọa băng phong cũng không còn bóng dáng tử thần. Mộ Dung Nguyên Duệ đang cảm thấy bi thương ngập tràn, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu của thị nữ. Chiến thần bệ hạ, không thấy Trúc Chiêu thánh tử đâu nữa rồi. Ừ, ta biết rồi. Mộ Dung Nguyên Duệ nhàn nhạt trả lời một câu, khóe môi khẽ nở một nụ cười. Thánh tử đã đi đâu rồi? Thuần Quân hỏi. Thùy Hỏa đã mang đi rồi, đây là chuyện tốt, cô ấy vẫn nhớ lời hứa giữa chúng ta, điều này cho thấy tương lai cô ấy nhất định sẽ quay lại. Thùy Hỏa phải đi rồi, cô ấy bắt buộc phải rời khỏi đây. Sau khi thức tỉnh thần cách Thái Sơ Tử Thần, ngưng kết ra cơ thể khôi cương, cô ấy phải quay trở lại vùng đất âm dương tịch diệt càng sớm càng tốt, hòng tìm kiếm cơ duyên cho mình. Bởi vì trong vũ trụ có rất nhiều người không muốn Thái Sơ Tử Thần quay lại, thậm chí họ còn không muốn nhìn thấy cô ấy tỉnh lại. Nếu cô ấy tiếp tục ở lại đây, sát cánh chiến đấu cùng Mộ Dung Nguyên Duệ và Kim Hà, sẽ thu hút nhiều kẻ thù lợi hại tìm đến chỗ họ khiêu chiến. Hơn nữa, còn có một lý do khác buộc cô ấy phải nhanh chóng rời đi. Khôi cương tượng trưng cho hành động khiêu chiến uy nghiêm của trời đất, cho dù cô ấy trốn ở đâu cũng sẽ gây ra thảm họa diệt vong, khói lửa chiến tranh liên miên, chỉ có vùng đất âm dương tịch diệt mới là nơi Thái Sơ Tử Thần nên đến. Tại vũ trụ u tối rộng lớn bao la, Thùy Hỏa dẫn Trúc Chiêu bay xuyên qua vô vàn tinh tú. Cô ấy dùng một bông hoa sen màu đen bọc lấy Trúc Chiêu, bông sen được cô ấy ôm chặt vào lòng, việc này sẽ bảo vệ Trúc Chiêu tránh tiếp xúc với dòng chảy hỗn loạn trong vũ trụ, đồng thời ngăn chặn những con mắt giòm ngó của kẻ thù. Nếu như có thể, cô ấy còn muốn mang theo cả U Huỳnh nữa, Bây giờ cô ấy đã hiểu rõ ý nghĩa của U Huỳnh và Trúc Chiêu đối với Thiên Đạo, nhưng cô ấy chỉ có thể dẫn theo mình Trúc Chiêu đi mà thôi, chứ không đưa U Huỳnh đi chung được. Bởi vì mặt trăng và mặt trời không thể cùng lúc xuất hiện ở vùng đất âm dương tuyệt diệt, nếu không nhất định sẽ khiến âm dương đảo lộn từ từ tiêu trừ lẫn nhau, rồi cùng đồng quy vô tận. Dù chỉ mang mỗi Trúc Chiêu đi, Thùy Hỏa vẫn phải tìm đủ cách che giấu sức mạnh mặt trời của Trúc Chiêu. Không biết mất khoảng bao lâu, Thùy Hỏa đã ôm Trúc Chiêu đứng trước cổng vào không gian tối tăm huyền bí, nhìn nó giống hệt một cái lỗ đen, không ngừng hút mọi thứ vào bên trong, bất kỳ ai chạm vào nó cũng đều không thể thoát ra. Bóng tối của hố đen, thậm chí còn đáng sợ hơn vực sâu không đáy. Thùy Hỏa ôm Trúc Chiêu trong tay, mặc dù cô ấy đã thức tỉnh thần cách Thái Sơ Tử Thần, còn đúc luyện nên cơ thể khôi cương, nhưng cô ấy vẫn chần chừ một lúc, suy nghĩ xem mình có nên bước vào đó hay không. Nếu chỉ một mình cô ấy đứng đây, thì tất nhiên chẳng cần phải sợ gì cả, nhưng trong tay cô ấy còn có thêm một đứa bé chưa đầy 1 tháng tuổi. Đứa trẻ tội nghiệp này, không may được sinh ra giữa lúc chiến tranh liên miên, từ khi chào đời đến nay chưa từng gặp mặt cha lần nào, mà giờ lại bị cô ấy bế đi, buộc phải rời xa mẹ ruột. Khi Thùy Hỏa bóc cánh hoa sen để ngắm nhìn Trúc Chiêu, trùng hợp thay đứa nhỏ cũng vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, nó mở to đôi mắt đen láy, ngơ ngác nhìn Thùy Hỏa. Sau khi nhìn một hồi lâu, miệng nó mếu máu rồi bắt đầu khóc lớn. Vừa khóc đã gào ầm ĩ lên, mặc kệ Thùy Hỏa cất công dỗ ngọt thế nào cũng không chịu nín, thậm chí dù Thùy Hỏa dùng sức mạnh tử thần hù dọa nó, cũng chỉ khiến nó khóc càng lớn hơn. Cuối cùng, Thùy Hỏa mới nghĩ ra Trúc Chiêu vì đói bụng nên mới quấy khóc. Vấn đề nan giải này, làm hai hàng lông mày của Thùy Hỏa nhíu chặt lại. Cô ấy là tử thần, đương nhiên không thể cho Trúc Chiêu bú sữa được, chỉ khi nào tới vùng đất âm dương tịch diệt mới có thể ngưng kết nhiều luồng khí âm dương rải rác xung quanh để cho Trúc Chiêu hấp thu. Nghĩ đến đây, Thùy Hỏa đã không còn do dự nữa, một tay ôm chặt lấy Trúc Chiêu, rồi nhảy vào hố đen. Bóng tối chứa đựng sức mạnh bổn nguyên hủy diệt, cơ thể khôi cương có thể chịu được những vết thương chí mạng do hố đen gây ra, nhưng cánh sen quấn quanh Trúc Chiêu lại bị bóng tối ăn mòn từng lớp một. Khi thấy nó sắp tổn hại cơ thể của Trúc Chiêu, Thùy Hỏa cởi lớp áo giáp khoác ngoài ra, rồi đặt Trúc Chiêu vào trong lòng mình. Sát khí của cơ thể khôi cương vô cùng đáng sợ, nhưng xét cho cùng vẫn là cơ thể phụ nữ. Đối với đứa nhỏ như Trúc Chiêu, chỉ cần có ngực thì chính là mẹ, nên nó cứ giúp người vào lòng Thùy Hỏa theo bản năng. Chương 1260, Nước Con Sông Minh 2. Du hành xuyên qua hố đen sẽ khiến ngũ cảm lục thức bị hỗn loạn, đợi đến khi Thùy Hỏa thoát ra khỏi hố đen, đứng vững ở thế giới bóng tối, cô ấy bất chợt cau mày. Hóa ra không biết từ lúc nào, Trúc Chiêu đã xem cô ấy là mẹ ruột của mình, giúp đầu vào ngực cô ấy không ngừng bú sữa. Thùy Hỏa vừa xấu hổ vừa khó chịu, nhưng giờ Trúc Chiêu cuối cùng cũng chịu nín khóc, nhìn dáng vẻ buồn tủi đáng thương của thằng bé, cho dù nó không mút được tí sữa nào, vẫn cố tìm cách an ủi trái tim bị tổn thương, cô ấy lại bất giác mềm lòng. Hay, ngay cả cha ruột của con cũng không vô liêm sỉ như con đâu. Thùy Hỏa thở dài một hơi, chỉ đành để mặc nó thoải mái làm điều nó thích. Vùng đất âm dương tịch diệt này, còn đáng sợ hơn cả hư không. Đây mới thật sự là cảnh tượng tiêu điều sơ xác, mọi thứ đã bị phá hủy, không còn sinh vật nào tồn tại được. Dòng sông Minh chia mảnh đất thành hai nửa, một bên là xương đen và một bên là xương trắng. Thùy Hỏa dừng chân bên bờ sông Minh, đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ của nước sông, sau đó lộn ngược người của Trúc Chiêu, rồi ném thằng bé thẳng xuống sông. Bỗng dưng bị ném xuống nước, Trúc Chiêu sợ hãi khóc lớn cầu cứu, nhưng mặc kệ thằng bé có vùng vẫy tay chân, sặc nước mấy lần, thì Thùy Hỏa cũng không thèm chớp lấy một cái, mãi đến khi Trúc Chiêu đã chìm nghỉm dưới mặt hồ, Thùy Hỏa mới đưa tay vớt nó lên. Kể từ đó trở đi, mỗi ngày Thùy Hỏa đều sẽ ngâm Trúc Chiêu vào nước sông Minh. Người xưa có câu, âm không sinh thì dương không sinh, U Huỳnh và Trúc Chiêu vốn là hai thái cực đối lập, không phải đạo trường sinh. Thùy Hỏa làm vậy để giúp Trúc Chiêu giải quyết túc mệnh của chính mình, rồi trở thành một con người thực sự. Đạo một âm một dương, âm dương hòa hợp tạo nên con người. Em không thể sinh con cho anh, nhưng em muốn con trai của anh mãi mãi phải là con trai của anh. Dù có là thiên đạo hay vận mệnh cũng không thay đổi được sự thật này. Đây là điều duy nhất em có thể làm cho anh. Từ đó về sau, Thùy Hỏa đã có thể yên tâm ở lại vùng đất âm dương tịch diệt, mỗi ngày dùng nước sông Minh rửa sạch cơ thể của Trúc Chiêu, đồng thời mượn ý chí diệt vong ở nơi này, để cải thiện tu vi của bản thân, tìm kiếm cơ duyên của Thái Sơ Tử Thần. Còn về cuộc chiến chống lại thiên đạo, Thùy Hỏa vẫn luôn khắc ghi nó ở trong đầu, chưa từng quên đi dù chỉ một giây, chỉ là cuộc chiến của Thái Cổ Minh Giới đã kết thúc, mà cuộc chiến Thái Sơ Tử Thần vẫn chưa bắt đầu. Kể từ lúc Thùy Hỏa bế Trúc Chiêu đi, do song sinh thường tâm ý tương thông nên U Huỳnh cứ khóc mãi không chịu nín. Mẫu tử liền tâm, Mộ Dung Nguyên Duệ cũng cảm thấy đau lòng không ngớt. Lai lịch của Trúc Chiêu và U Huỳnh quá đáng sợ, từ khi chào đời đã gây chấn động toàn vũ trụ, Mộ Dung Nguyên Duệ sớm đã cảm nhận được điều này. May mắn thay, Trúc Chiêu đã được Thùy Hỏa bế đi, bây giờ cô ấy chỉ cần dốc hết tâm sức vào mình U Huỳnh thôi. Thuần Quân, cuộc chiến Thái Cổ Thần Giới sắp nổ ra, ta muốn cô phải luôn túc trực bên cạnh và bảo vệ U Huỳnh. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, chủ mẫu, tôi phải đặt sự an toàn của người lên hàng đầu. Thuần Quân suy nghĩ một lúc rồi nói, không, ma đạo có thể không có chủ mẫu là ta, nhưng tuyệt đối không thể để U Huỳnh không thể rơi vào tay kẻ khác. Nó còn quan trọng với ma đạo hơn cả ta đấy. Chủ mẫu, Trúc Chiêu và U Huỳnh rốt cuộc có ý nghĩa gì? Thời xa xưa từng có vị thần vĩ đại, U Huỳnh và Trúc Chiêu. Thần vĩ đại chịu trách nhiệm giữ vững trật tự của thế gian. Trúc Chiêu mang lại ánh sáng cho chúng sinh, gánh trách nhiệm chống lại sự xâm lược của bóng tối. U Huỳnh là chiến binh vượt qua vạn vật. Ta nghi ngờ thân phận thật của thiên đạo có liên quan gì đó với vị thần vĩ đại kia. Nếu đây là sự thật, thì thiên đạo chắc chắn sẽ không buông tha cho con của ta. Vâng ạ, Thuần Quân nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người. Kiếm còn người còn, chỉ cần Thuần Quân còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai chạm vào thánh nữ. Thuần Quân dõng dạc tuyên thệ. Mộ Dung Nguyên Duệ là người thông minh kiệt xuất, từ lúc nhìn thấy Thủy Hỏa ngưng kết ra cơ thể khôi cương của Thái Sơ Tử Thần, cô ấy liền nghĩ ngay đến khoảng thời gian xa xưa bí ẩn kia. Nếu như U Huỳnh và Trúc Chiêu có thể dùng một cách thức nào đó để tái sinh trong cơ thể mới, thì thử hỏi, liệu có kẻ nào đủ sức ép vị thần vĩ đại mãi mãi chìm sâu trong giấc ngủ vĩnh hằng không? Nếu Thái Sơ Tử Thần đã quay về rồi, thì vị thần vĩ đại chắc chắn cũng sẽ tìm mọi cách để quay về. Cứ suy nghĩ theo hướng này, muốn đoán ra thân phận của thiên đạo đã không còn là chuyện khó khăn nữa. Chương 1261, Ngạo Phong Xính Uy 1. Thất bại thảm hại của Thiên Tôn, đệ nhất chiến binh của Thái Cổ Tiên Dân đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí của đại quân Thái Cổ Tiên Dân, nhưng việc phá hủy được pháo đài băng xương kèm theo sự biến mất của tử thần đã mang lại chút hy vọng mong manh cho họ. Bây giờ đội quân Thái Cổ Tiên Dân vẫn còn lại tầm 2.000 vạn quân, dù bên Thái Cổ Thần Ma chiếm ưu thế về mặt quân số với 3.000 vạn quân, nhưng sức mạnh chiến đấu vẫn kém xa đại quân Thái Cổ Tiên Dân. Ở trình độ chiến đấu cấp cao, sức chiến đấu của Đế Thích Thiên, Kim Cang, Bát Kỳ và Quân Chủ Ác Ma đều tương tự với đẳng cấp tầm Thái Cổ Thần Vương, trong số đó, cảnh giới của Đế Thích Thiên còn cao hơn Thiên Tôn, chỉ mình Thùy Hỏa mới là đối thủ của ông ta, mà bây giờ Thùy Hỏa đã rời đi, không ai đủ sức trấn áp được Đế Thích Thiên nữa. Việc rời đi của Thùy Hỏa đã khiến phòng tuyến vững chãi của quân chủ lực phía Thái Cổ Thần Ma sụp đổ, tầm ảnh hưởng còn nghiêm trọng hơn cái chết của Thiên Tôn. Sau cái chết của Thiên Tôn, quân đội của Thái Cổ Tiên Dân còn có Đế Thích Thiên chống đỡ, còn thêm cả Kim Cang người xếp hàng thứ ba, mà phía Thái Cổ Thần Ma chỉ biết trông chờ vào người sở hữu Hỗn Độn Thần Nhãn là Mộ Dung Nguyên Duệ mới đủ sức chống lại Kim Cang, còn sức mạnh của Kim Hà lẫn Thuần Quân rõ ràng yếu kém hơn khá nhiều. Nếu Ngạo Phong cố gắng phát huy toàn bộ sức mạnh, có lẽ sẽ đủ khả năng quyết trận cao thấp với Đại Xà Bát Kỳ. Trận tuyết rơi dày đặc của pháo đài băng xương, kèm theo sự suy yếu trầm trọng của đội quân Thái Cổ Thần Ma, nên sau khi chỉnh đốn lại quân đội, Đế Thích Thiên lập tức bày binh bố trận, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Chiến đấu đến ngày hôm nay, cục diện đã trở nên rõ ràng, biến số lớn nhất chính là tử thần, nếu tử thần đã không còn ở đây, thì hai bên chỉ còn nước đánh nhau một mất một còn thôi. Do sức mạnh quân sự hùng hậu của Mộ Dung Nguyên Duệ, mà trận pháp tiên thiên ngũ hành kiên cố khó bề lay chuyển, vì thế, mục tiêu đầu tiên mà đội quân Thái Cổ Tiên Dân nhắm tới chính là đại quân Thái Cổ Ma Giới. Kim Hà tất nhiên biết, đại quân Ma Giới là mục tiêu đầu tiên của kẻ địch, trận pháp ma phệ tinh không bắt đầu xoay chuyển, còn cô ấy dẫn đầu 12 vị ma chủ mạnh nhất, lập đội hình phòng ngự ở trên không trung, hợp sức chống trả đội quân Thái Cổ Tiên Dân. Đánh với quân Ma Giới chính là 500 vạn ma binh của Quân Chủ Ác Ma, và 300 vạn xà binh của Ma Tôn Bát Kỳ. Ma binh không lập đội hình, từ khi bắt đầu trận chiến, liền có 100 vạn ma binh bị trận pháp ma phệ tinh không bóp chết tại chỗ. Quân Chủ Ác Ma vô cùng tức giận, dùng thần thông tối cao, tạo ra lĩnh vực quần ma loạn vũ trợ giúp cho ma binh dưới trướng, kích hoạt ác tâm của ma binh, dù uy lực của lĩnh vực chặn đứng tác động của trận pháp ma phệ tinh không khi trận pháp ma phệ tinh không đã được chặn lại. Ma Tôn Bát Kỳ dẫn theo 300 vạn xà binh lập thành 3 đội quân theo hình rắn, sau đó dùng thần thông tối cao của mình, hóa phép 3 đội quân thành những con mãng xà khổng lồ, lao thẳng vào trận pháp ma phệ tinh không. Kim Hà đã dẫn đầu 12 ma chủ, dùng trận pháp thập tam huyễn ma chặn đánh một con mãng xà khổng lồ, Ngạo Phong đang đứng ở mắt trận cũng xông lên nuốt chửng một con khác. Do không ai kịp thời chặn đánh con rắn còn lại, chỉ đành bất lực nhìn nó quét đội quân Ma Giới để lại một đường đầy xác chết mục giữa. Khác với cuộc chiến hủy một mình địch lại vạn quân của Thùy Hỏa, cuộc chiến của Ma Giới từ khi bắt đầu đã dùng chiến thuật đẫm máu đàn áp, tàn nhẫn dẫm đạp lên nhau. Máu chảy thành sông, xác chất cao như núi, từ khi trận chiến nổ ra, các bên tham chiến đã luôn trong tình trạng khát máu điên cuồng chém giết quân thù. Kim Hà triệu tập 13 phân thân huyễn ma, với động tác nhanh như chớp, cô ấy đã vùng thanh hắc kiếm trong tay quét sạch lũ xà binh, vảy và máu tươi liên tục bắn lên tung tóe. Xà binh là bọn khó đối phó nhất, chúng còn có thể phun ra chất độc ăn mòn tàn phá cơ thể, thân thể của Thiên Tôn không đủ sức chịu đựng, cơ thể đạo tổ cũng sẽ bị ăn mòn từ từ. Bản thân Kim Hà có thân thể thần ma, có thể không bị nọc rắn tổn hại, nhưng phân thân huyễn ma của cô ấy lại không may mắn như vậy. Sau khi bị trúng độc, huyễn ma sẽ bị nhuộm thành màu xanh đậm, tốc độ di chuyển và tấn công đều sẽ suy giảm, uy lực của kiếm pháp cũng mất đi phần nào. Rất nhanh, đã có phân thần không né kịp, bị xà binh bao vây, chém thành trăm mảnh. 13 phân thân huyễn ma, chỉ gắng sức được một lúc liền bị phá hủy, đủ thấy sức mạnh đáng sợ của xà binh. Ngoài Kim Hà ra, 12 ma chủ khác đã sức cùng lực kiệt. Thương ma triệu hồi biển lửa đốt cháy kẻ thù, huyết ma biến thành con rơi khổng lồ xé xác quân lính, viêm ma mới nhận chức phóng ra ngọn lửa mang hơi thở rồng thiêu dụi quân địch, tuyết ma triệu hồi lĩnh vực băng giá, dạ ma dáng bóng tối bao trùm đám quân phía dưới. Ở trận chiến trước, toàn quân minh giới đều bị tiêu diệt, đã để lại bài học đắt giá cho Thái Cổ Thần Ma. Không chiến đất ắt sẽ chết, họ đã dùng hết mọi thủ đoạn, khơi dậy bản tính điên cuồng của ma tộc, mặc kệ xà binh có xảo quyệt và tàn ác đến đâu, bọn chúng còn có thể phun ra nọc độc ăn mòn cơ thể, nhưng 12 vị ma chủ đã hợp sức tiêu diệt được một con mãng xà khổng lồ, giáng đòn chí mạng vào quân địch. Tất nhiên cái giá phải trả đó là sự hy sinh của Trần Ma và Ảnh Ma. Tổng cộng có 3 con mãng xà khổng lồ, trong đó một con đã bị giết, giảm đi 1/3 quân số của phe xà binh. Ma Tôn Bát Kỳ vô cùng tức giận, dùng hết sức lực khống chế 2 con mãng xà khổng lồ còn lại. Sự hung hãn của Ngạo Phong đã bộc phát hoàn toàn, hóa thân thành ma long sa ngã, một mình đứng giữa mắt trận ma phệ tinh không chiến đấu với một con mãng xà khổng lồ mà không hề rơi vào thế bất lợi. Nhưng bởi vì không ai có thể trấn áp con mãng xà còn lại, nó đã thừa cơ hội đã bay thẳng lên trời, đợi khi đám người Kim Hà ra tay ngăn cản, con mãng xà đó đã gây ra mấy trăm vạn thương vong cho đại quân ma giới. Do 3 ngày liên tiếp chống chọi với đợt tiến công đột ngột của mãng xà khổng lồ, làm việc vận hành đội hình trở nên cực kỳ chậm chạp, rồi dần mất đi ưu thế sức mạnh, trong khi đoàn quân phía bên trong đang hứng chịu những đòn công kích nặng nề, thì đội quân bên ngoài cũng bị 500 vạn ma binh của quân chủ ác ma từ từ nuốt sạch. Hơn ngàn vạn đại quân ma giới đã bị tổn thất hết một nửa. Nhìn thấy trận pháp sắp không trụ nổi, Kim Hà đột nhiên cảm thấy bất an, cô ấy mạo hiểm thiêu đốt thần hồn, một lần nữa triệu hồi ra 13 phân thân huyễn ảnh, xông tới giết thẳng con mãng xà đang càn quét đội quân ma giới. Khi 13 phân thân huyễn ma bị phá hủy, các ma chủ vội vàng hợp sức chém giết kẻ thù, kết quả huyết ma và băng ma đã lần lượt hy sinh. Chương 1262, Ngạo Phong Xính Uy 2. Ngay khi con mãng xà khổng lồ thứ 2 bị tiêu diệt, phía bên trong trận pháp liền phát ra một tiếng rồng gầm giống. Ma long xà ngã Ngạo Phong ngấu nghiến mấy chỗ hiểm của con mãng xà, truyền ma ý điên cuồng vào người con mãng xà, chỉ nghe một tiếng rầm, không gian xung quanh nổ tung, ma lực cuồn cuộn trào ra, con mãng xà to lớn nổ banh xác. Đồng thời trận ma phệ tinh không cũng chịu phản phệ nặng nề, buộc phải ngừng hoạt động. Lúc này, toàn bộ 300 vạn xà binh của Ma Tôn Bát Kỳ đều bị tiêu diệt sạch sẽ không còn một mống, ông ta vô cùng tức giận, hóa điên gầm lên, hóa thành con đại mãng xà Bát Kỳ lao vào trung tâm đại quân ma giới. Sau khi Ngạo Phong đã thành công giết chết con mãng xà kia, lớp áo giáp và vảy bọc quanh toàn thân cậu ấy đều bị bong chóc, nhưng ý chí chiến đấu của cậu ấy lại không ngừng tăng lên, ngẩng cao đầu gầm lên một tiếng, rồi lao thẳng về phía mãng xà Bát Kỳ. Mãng xà Bát Kỳ, vốn dĩ là sinh vật sống xấu xa bẩn thỉu nhất của Thái Cổ tiên dân, mà Ma Long xà ngã Ngạo Phong là người kế thừa ma ý điên cuồng tàn bạo nhất của Thái Cổ ma giới. Một con rồng và một con mãng xà đại chiến ác liệt trên không trung, đôi bên phun ra sức mạnh tà ác có khả năng ăn mòn thần hồn, chỉ cần thứ gì bị nó ảnh hưởng cũng đều ngay lập tức bị ô nhiễm, nhẹ nhất là thần trí không còn tỉnh táo, nặng nhất ma ý xâm nhập vào cơ thể rồi nổ banh xác mà chết. Tại thời điểm này, cục diện của trận chiến đều phụ thuộc hết vào hai chỗ. Một là trận chiến rồng và mãng xà giữa Ngạo Phong và Ma Tôn Bát Kỳ, hai là Kim Hà dẫn dắt các ma chủ còn lại tấn công quân chủ ác ma. Đây là cuộc chiến giữa những ác ma, dù là Ma Tôn Bát Kỳ, quân chủ ác ma, hay phía Thái Cổ ma giới như Kim Hà, bọn họ đều không phải là người thiện lương. Mà là cái ác hòa quyện với hỗn loạn, điên rồ, sa ngã, tham lam, bóng tối. Ma ý hùng hậu, càn quét quân thù. Cuối cùng, toàn cục diện biến thành một cuộc tàn sát giết chóc kinh hoàng nhất, không ai rút lui. Không ai chần chừ sợ hãi, chỉ có cái chết mới chấm dứt được cơn điên loạn của ma ý. Sức mạnh chiến đấu của đại quân ma giới kém hơn ma binh của quân chủ ác, dẫn đến thương vong về người vô cùng nặng nề. Tuy nhiên, Ma Tôn Bát Kỳ đã quá xem thường chiến đấu của Ngạo Phong, càng đánh giá thấp thủ đoạn cao thâm của Ngạo Phong. Thứ Ngạo Phong hấp thụ chính là ý chí của hạt giống ma, một nửa ma ý tràn lan trên chiến trường đẫm máu đều trực tiếp truyền vào trong cơ thể cậu ấy, lúc này hành động cậu ấy giống hệt việc hấp thụ hồn năng của Thùy Hỏa. Thùy Hỏa có thể sử dụng hồn năng để hồi phục cơ thể tử thần, trong khi đó Ngạo Phong có thể hấp thu ma ý để gia tăng sức mạnh chiến đấu của mình. Lúc đầu, Ngạo Phong không đủ sức chống trả lại những đòn tấn công vũ bão của Ma Tôn Bát Kỳ, nhưng sau khi hấp thụ ngày càng nhiều ma ý, cậu ấy càng đánh càng hăng, thậm chí còn vượt qua Ma Tôn Bát Kỳ. Mãng xà Bát Kỳ có 8 đầu và 8 đuôi, đầu giống như rồng, đôi mắt đỏ tươi như máu, lưng phủ đầy rong rêu, bụng bị loét một lỗ to, chảy máu ròng rọc, trên đỉnh đầu thường có 8 đám mây lơ lửng xung quanh, 8 cái đầu y hệt như 8 đỉnh núi, 8 cái đuôi không khác gì 8 dòng sông. Mặc dù sức chiến đấu của ông ấy đã không bằng Ngạo Phong, nhưng phải đối phó với sinh vật có thân hình to lớn như vậy, Ngạo Phong không thể đè bẹp được ông ta. Cho đến khi trận ác chiến giữa hai người lên đến hồi gay cấn, một trong 8 cái đuôi của mãng xà Bát Kỳ bất ngờ phát ra ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt rồng tinh nhạy của Ngạo Phong lóe lên, móng vuốt tóm chặt lấy cái đuôi, thẳng tay rút ra một thanh kiếm to lớn trong cái đuôi. Người ta nói rằng ở đâu có rắn độc thì ở gần đó phải thuốc giải độc rắn, điểm yếu duy nhất của con mãng xà Bát Kỳ này là thanh kiếm chém mãng xà được giấu kỹ ở trong một chiếc đuôi của nó. Truyền thuyết kể rằng khi xưa mãng xà Bát Kỳ có tới 9 đầu, nhưng vì quá hung ác điên cuồng làm loạn khắp nơi, nên nó đã bị một vị cổ thần du hành ngang qua Thái Cổ tiên dân chém nứt một cái đầu, rồi phong ấn thanh kiếm mà ông ấy đã sử dụng trong mấy cái đuôi còn lại của nó. Kể từ đó, hung tính của mãng xà Bát Kỳ cũng được kiềm chế đi khá nhiều. Nếu không nhờ thanh kiếm diệt mãng xà này vẫn còn nằm trong người nó, để mặc hung tính của mãng xà Bát Kỳ thoải mái bộc phát, thì có lẽ nó cũng không thèm để Thiên Tôn vào mắt đâu. Ngạo Phong nắm lấy chuôi kiếm, nhanh tay rút thanh kiếm diệt mãng xà của vị cổ thần kia ra khỏi đuôi của mãng xà Bát Kỳ. Thấy thế, mãng xà Bát Kỳ lập tức hoảng sợ, ông ta đã gặp nhiều bất lợi, giờ điểm yếu chí mạng duy nhất cũng bị bại lộ, ông ta đã không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa, vội vã xoay người, muốn trốn vào hư không. Nhưng làm sao Ngạo Phong có thể thương tình tha cho ông ta một mạng? Cậu ấy cầm chặt thanh kiếm trong tay, dùng toàn lực vung kiếm, liên tiếp giết chết 3 cái đầu của mãng xà Bát Kỳ. Chịu đựng vết thương chí mạng, cơ thể khổng lồ của Bát Kỳ mất thăng bằng, bị đuôi rồng của Ngạo Phong đâm vào bụng, bây giờ muốn thoát khỏi sự truy sát của Ngạo Phong lại càng khó khăn hơn. Cuối cùng, 8 cái đầu đã bị Ngạo Phong dứt khoát chặt xuống từng cái một, máu phun tứ phía, tiếng gào thét ai oán vang vọng về nơi xa. Cái chết của mãng xà Bát Kỳ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trí của quân chủ ác ma, đồng thời cũng gây ra tổn hại nặng nề đến tinh thần chiến đấu ma binh dưới trướng ông ta. Khi quân chủ ác ma nhận ra nguy hiểm đang đến gần, muốn quay người bỏ chạy, thì Ma Long Sa Ngã Ngạo Phong đã nắm chặt kiếm giết mãng xà bất ngờ lao thẳng về phía ông ta. Băng xương lộ kinh, băng đông chi hàn, Tuyết Ma dứt khoát đốt cháy thần hồn, liên tục phóng ra 2 thần vực băng giá, chặn đứng đường trốn thoát của quân chủ ác ma, khống chế mọi hành động của ông ta. Cảm thấy bản thân đã không còn đường trốn thoát, quân chủ ác ma quay lại tấn công Tuyết Ma. Lúc này, thần niệm của Tuyết Ma đã cạn kiệt, không còn sức né tránh, Kim Hà không nhẫn tâm nhìn Tuyết Ma chết thảm trong trận chiến, nên bước tới để chặn đòn tấn công, bị quân chủ ác ma chém trúng, sống chết không rõ. Kiêm tướng quân, Ngạo Phong gầm lên giận dữ, nắm chặt kiếm diệt mãng xà chém thẳng vào tên quân chủ ác ma, cơ thể khổng lồ của ông ta đã bị Ngạo Phong cắn xé thành từng mảnh nhỏ. Quân chủ ác ma đã chết, đám ma binh đi theo ông ta thấy thế cũng hớt hãi bỏ chạy, tuy nhiên, Ma Long Sa Ngã Ngạo Phong đã dùng thần niệm mạnh mẽ, hợp sức cùng các ma chủ của Thái Cổ ma giới, chặn đứng mọi đường thoát thân của bọn chúng. Từ lúc cuộc thảm sát nổ ra, đến tận khi Đế Thích Thiên phát hiện tình hình chiến đầu hoàn toàn nghiêng về một phía, thì đã quá muộn, giờ ông ta muốn gửi thêm binh lính đến chi viện cũng không thể cứu cánh được trận chiến. Bởi vì Ngạo Phong đã hấp thụ quá nhiều ma ý, sức mạnh tăng vọt không gì có thể ngăn cản, mà Mộ Dung Nguyên Duệ kiên quyết không cho ông ta bất kỳ cơ hội phân chia quân lính để chi viện phía ma binh, ngũ quân chiến thần ra sức tấn công, càn quét trận hình của quân Đế Thích Thiên. Chương 1263, Sức mạnh vận mệnh. Vũ trụ mênh mông trống rỗng, các vì tinh tú tỏa sáng lấp lánh. Tôi men theo lời dẫn đường của Cờ Chiêu Hồn trong huyền quan, cố sức tìm kiếm dấu vết của các chiến tướng ma đạo. Thuần Quân, Ngạo Phong, Kim Hà và Mộ Dung Nguyên Duệ đều chiến đấu vì ma đạo tôi, chỉ có Thùy Hỏa đã sớm vạch rõ ranh giới với ma đạo. Không biết tôi đã bay được bao lâu, thân kiếm Côn Lôn Tuyết nóng rực, thứ đang hừng hực đốt cháy là thần hồn tôi, đồng thời cũng gia tăng sức ép lên thân kiếm Côn Lôn Tuyết. Chuyến bay ngự kiếm dài dằng dẳng là chuyện quá sức giới hạn chịu đựng của thanh kiếm, nhưng bây giờ tôi không thể quan tâm đến nó nữa. Đột nhiên, Cờ Chiêu Hồn bất thình lình rung lắc dữ dội, phát ra mấy tiếng gào thét ầm ĩ. Tôi lập tức hiểu ra, trận chiến Thái Cổ Thần Ma đã chính thức bắt đầu, Cờ Chiêu Hồn đang phản ứng với sát khí nổ ra trên chiến trường. Càng tiến gần đến trung tâm chiến trường, Cờ Chiêu Hồn càng rung lắc mãnh liệt hơn. Tôi tập trung thần niệm vào hai mắt, dần dần nhìn thấy sát khí tuôn trào trong khoảng không vũ trụ, mùi máu nồng nặc đến mức biến thành đám mây màu đỏ chói. Nhìn thấy khói bụi cùng sát khí nghi ngút trên chiến trường, lòng tôi càng cảm thấy thấp thỏm không yên, bởi vì ba người phụ nữ tôi yêu thương nhất trên đời đều đang gồng mình chống đỡ cuộc chiến Thái Cổ Thần Ma. Nguyên Duệ là quân chủ thần giới, còn Kim Hà là người cai trị ma giới, mặc dù Thùy Hỏa đã quên tất cả mọi thứ, nhưng chỉ cần thời gian vẫn còn trôi đi, thì tình yêu của tôi dành cho cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Trong thâm tâm tôi, luôn coi việc Thùy Hỏa xa lánh mình giống như một bài kiểm tra, tôi tin rằng chỉ cần mình không quên, thì một ngày nào đó cô ấy sẽ quay về bên cạnh tôi. Những gì mà cô ấy đã quên, tôi càng muốn khắc ghi trong lòng, một mình giữ trọn tình yêu của hai người. Cô ấy ở đây, thì thời gian vẫn còn ở đây. Cờ chiêu hồn càng rung lắc, càng chứng tỏ tôi đang ở rất gần chiến trường Thái Cổ Thần Ma, tuy nhiên, khoảng không vũ trụ trải dài vô tận, tôi không biết chính xác phải mất bao lâu mới đến được chiến trường. Côn Lôn Tuyết đã bắt đầu bốc cháy, tốc độ vượt qua giới hạn cho phép, khiến áp lực mà thanh kiếm phải chịu đựng ngày càng nghiêm trọng hơn, thậm chí tôi còn không biết liệu nó có thể kiên trì để đưa tôi đến kịp chiến trường hay không, nhưng dù phải trả giá bằng cách nào, tôi cũng không dám chậm trễ một giây, bây giờ tôi chỉ muốn bay nhanh đến bên cạnh người mình yêu. Đột nhiên, một luồng khí lạnh bốt giá bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu tôi. Càng bay cao, càng cảm thấy rét lạnh thấu xương, khiến Côn Lôn Tuyết vốn đang cháy xém, cũng dần dần bị dập tắt. Lúc đầu tôi còn ngơ ngác không biết hơi lạnh này phát ra từ đâu. Bay được thêm một lúc, một bông tuyết rơi xuống trước mắt tôi, chỗ này là bên ngoài vũ trụ, lẽ ra không bao giờ xuất hiện bông tuyết ở đây mới phải. Những bông tuyết bay rải rác khắp nơi, càng bay lên cao thì tuyết càng rơi dày đặc hơn. Cho đến khi những bông tuyết che khuất tầm nhìn của tôi, cơn bão tuyết đã phủ lấp khoảng không gian xung quanh rồi. Những bông tuyết lạnh thấu xương, mang theo nỗi buồn bi thảm hơn cả cái chết, khiến đầu óc tôi lập tức tỉnh táo, nhớ ngay đến lần trước gặp Thùy Hỏa. Đây là tuyết của tử thần, chỉ mình tuyết của tử thần mới lạnh tê tái đến vậy. Tôi nhận ra bông tuyết này do chính tay Thùy Hỏa tạo ra, nhưng nỗi buồn bi đát chất chứa trong những bông tuyết này, rốt cuộc đang nói tới điều gì? Hơn nữa, tuyết dày đến mức phủ lấp cả bầu trời, cần phải chịu nỗi đau thấu tận tâm can cỡ nào mới có thể khiến tuyết rơi đầy vũ trụ. Cơn bão tuyết dày hệt như một giấc mơ, chẳng mấy chốc nó vụt qua khỏi tầm mắt tôi, nhìn lên trên cao, vũ trụ lại chìm vào bóng tối, không biết những bông tuyết kia sẽ rơi xuống đâu, cũng không biết khi nào nó sẽ tan ra. Sau khi tuyết tan đi, ở trong khoảng không vũ trụ bao la này, có ai sẽ nhớ đến trận tuyết rơi buồn thảm đó nữa? Tâm trạng tôi ngày một nặng nề hơn, nhưng dù trong lòng thấp thỏm lo âu thì chiến trường cũng cách chỗ tôi mấy ngàn dặm. Tất cả những gì tôi có thể làm, chỉ là cắm đầu bay nhanh về phía trước, không ngừng nghỉ dù một giây, mặc kệ thanh kiếm có bị cháy thành cho bụi. Không biết đã bay bao lâu, Cờ Chiêu Hồn ngày càng kích động hơn. Trái tim tôi vô cùng sợ hãi, sợ phải nghe thấy tiếng nó thông báo. Cờ Chiêu Hồn là trách nhiệm mà tôi phải gánh trên vai, mỗi một cử động, mỗi một âm thanh đều khiến tôi đau đớn đến mức không thở được. Tuy nhiên, dù tôi có lo sợ cách mấy, thì điều gì nên đến cũng sẽ đến. Cuối cùng, Cờ Chiêu Hồn bắt đầu dùng thần niệm truyền tới thông báo, Ma Đạo, Huyễn Ma Thiên Tôn Kim Hà. Khi tôi vừa nghe thấy tên Kim Hà, thần hồn tôi run rẩy kịch liệt như đang chịu đả kích nặng nề. Không, thần hồn tôi xông vào huyền quan, nắm chặt lấy Cờ Chiêu Hồn đang cắm trên mặt đất, cắt ngang lời thông báo của nó. Tôi từ nhân gian ngàn dặm xa xôi đến đây để thăm ba mẹ con Nguyên Duệ, tôi còn chưa được gặp họ, nhưng trên đường đi đã phải chứng kiến cơn bão tuyết bi thương của Thùy Hỏa, đồng thời còn nghe được tin Kim Hà đã chết. Vận mệnh thật sự quá tàn nhẫn với tôi rồi. Tôi đã từng sử dụng sức mạnh của vận mệnh một lần, khi đối đầu với Lữ Thuần Dương. Bây giờ, tôi lại sử dụng sức mạnh của vận mệnh, cưỡng ép Cờ Chiêu Hồn không đọc thông báo. Sức mạnh vận mệnh là con át chủ bài mạnh nhất của tôi, giúp tôi chống lại thiên đạo, thế nhưng, nếu mất đi người mình yêu, dù tôi chiến thắng thiên đạo thì đã sao chứ? Tôi không phải Tạ Mạt Lăng, tôi không có phong thái anh hùng của ông ấy. Ngay từ đầu, điều tôi mong muốn chính là nhi nữ tình trường, ân ái triền miên chứ không phải khí phách anh hùng, một người đứng trên vạn người. Cờ Chiêu Hồn đã ngừng thông báo, thần hồn tôi rời khỏi huyền quan, tiếp tục bay lên cao. Dù đã ngăn cản lời thông báo của Cờ Chiêu Hồn, nhưng tôi vẫn không thể xác định sống chết của Kim Hà, chỉ đành đốt cháy thần hồn, cả người lẫn kiếm hóa thành ngọn lửa bay vút trong vũ trụ. Lại trôi qua một lúc lâu, tôi bỗng chợt nhận ra hơi thở thần thánh của Kim Hà đang ở ngay trên đầu mình. Thần niệm tôi tập trung vào đôi mắt, nhìn đăm chiêu lên bầu trời, và tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng bi thảm khiến trái tim tôi tan nát. Cơ thể ma tộc của Kim Hà đã vỡ tan thành từng mảnh, ma ý biến thành sương mù đen, nhanh chóng trôi ra khỏi cơ thể cô ấy. Kim Hà, tôi hét toáng lên, vội lao tới, ôm cô ấy vào lòng. Chương 1264, Cục diện cuối cùng 1. Sinh cơ của Kim Hà sắp cạn kiệt, huyết khí của cô đã không còn, chỉ còn lại một tia tàn hồn còn sót lại trong ma cách hoàn mỹ của cô, không thể trốn thoát cùng với lượng ma ý đang khuếch tán trong không khí. May mắn thay, cô ấy đã ngưng tụ được ma cách hoàn mỹ, nếu như ma cách của cô ấy giống như ma cách của các ma chủ bình thường khác, thì e là một tia tàn hồn này cũng khó mà giữ lại được. Thế nào là hoàn mỹ? Từ đầu đến cuối đều tuân theo bản tâm chính là hoàn mỹ, mà ma thì không có bản tâm. Cùng với sự thoát ra của ma ý, ma thể của Kim Hà cũng bắt đầu ngày càng nhẹ đi, cho đến khi tôi không còn cảm thấy bất kỳ trọng lượng nào nữa, tàn hồn của Kim Hà và ma cách hoàn mỹ dần dần hòa vào nhau, tạo thành một cái bóng người trong suốt hư ảo. Bóng dáng của Kim Hà cũng đang rơi vào tình trạng hôn mê, lông mày nhíu lại, như thể đang phải chịu đựng cơn đau rất mãnh liệt. Nhìn thấy tình cảnh này, trái tim tôi lại đau nhói. Nhìn lại cuộc đời mình, từ khi tôi trở thành ma đạo tổ sư, hầu hết những gì tôi chứng kiến cũng đều là sự chia ly. Đôi khi tôi không khỏi tự hỏi lòng mình, liệu lần nữa tiếp quản cờ chiêu hồn của ma đạo đến cùng là đúng đắn hay là sai lầm. Tất cả chúng sinh đều đau khổ, nhưng tại sao bi kịch lại xảy ra liên tục đến với ma đạo của tôi? Tôi chưa hoàn thành đại nghiệp chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài, còn chưa cho họ một mái ấm hạnh phúc. Côn nói rằng tôi thực sự là con cưng của vận mệnh, nhưng tôi lại cảm thấy số phận của mình giống như một lời nguyền vậy. Tôi đã quen nhìn thấy sự từ biệt, uy nhuy tiếc nuối mà rời đi, Thùy Hỏa quên đi tất cả, đến bây giờ Kim Hà chỉ còn là một chút tàn hồn trong vòng tay tôi. Tảo chi tự cổ tình thâm lưu bất trụ, chu nhan từ kính hoa từ thụ sao, nhưng khi bi kịch xảy ra hết lần này đến lần khác, liệu tôi có thể kiên trì đến cuối cùng mà vẫn có thể nghiến răng chịu đựng mà nói rằng tôi không tin vào cái ác? Sao sớm đã biết rằng tình sâu nặng không thể lưu giữ, hồng nhan bỏ hương, hoa bỏ cành. Tôi của lúc này chỉ thấy buồn vì người yêu sắp phải ra đi, cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó tôi sẽ nói lời tạm biệt với thế giới này, và lại đó sẽ là lời chia tay mãi mãi. Nếu như tôi được lựa chọn, tôi thà người rời đi là bọn họ, người đau buồn sẽ là tôi. Đạo tổ chết trong trận chiến ở vực trả hồn còn ít đau thương hơn nhiều so với phá quân cầm đao xuống MT. Đáng tiếc không phải tôi không muốn ở lại, chỉ là trên thế giới này không có chỗ cho tôi mà thôi. Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi xương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương sao. Sao bài thơ Kiêm gia của Khổng Tử, tôi thì thầm bài thơ này bên tai Kim Hà, gọi tên cô ấy nhiều lần. Hư không vũ trụ, dòng thời gian hỗn loạn, những cơn gió chứa sát khí đều trở thành mối đe dọa cực kỳ lớn cho tàn hồn của cô, nếu có chút không cẩn thận, thần hồn của cô sẽ bị phá hủy và trở về hư vô. Cuộc chiến thần ma vẫn đang diễn ra, tôi phải ngay lập tức giúp thần hồn và cơ thể của Kim Hà dung hợp lại với nhau, rồi đem theo cô ấy ra chiến trường. Dường như nghe thấy tiếng tôi gọi, lông mi của Kim Hà run lên dữ dội, không bao lâu sau đó đã mở mắt ra. Trong hình dạng một bóng ảnh hư ảo, đôi mắt của Kim Hà vẫn trong vắt như nước, ngày càng trở nên thanh tao hơn. Cô ấy vốn đã là một người rất xinh đẹp, đặc biệt có sức mê hoặc khi thân ma vẫn còn, sau khi mất đi thân ma và lấy lại sự thuần khiết, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng Kim Hà cũng có vẻ ngoài ngây thơ và thuần khiết. Tạ Lan, là anh sao? Kim Hà nhìn tôi run rẩy hỏi. Là anh đến muộn rồi. Nếu anh có thể đến thì bao lâu cũng không muộn. Kim Hà mỉm cười, không hề trách móc tôi. Mau giữ vững tâm thần, anh sẽ dùng sức mạnh của vận mệnh để trùng tụ thần hồn của em. Không, thời gian đã không còn kịp nữa rồi. Đại quân minh giới đã bị toàn quân tiêu diệt, đại quân ma giới quân đội bị tổn thất nặng nề, đại quân thần giới cũng không còn hơi sức. Nguyên Duệ tuyệt đối không phải là đối thủ của Đế Thích Thiên, anh hãy nhanh chóng ra chiến trường và giúp Nguyên Duệ đánh bại Đế Thích Thiên. Bộ dáng em hiện tại sao anh có thể đưa cả em theo được? Tôi hỏi, ngốc à, khi xưa không phải anh từng mở huyền quan để thu tàn hồn của Tuyết Dương vào sao, vậy bây giờ anh thu tàn hồn của em vào đó không phải là được rồi sao? Về phần trùng tụ thần hồn, hãy đợi đánh bại Đế Thích Thiên xong rồi giải quyết sau. Vậy thì em phải chịu khó đợi ở bên trong đó một khoảng thời gian rồi. Em không sợ. Ngược lại, em còn rất tò mò thế giới huyền quan của anh sẽ như thế nào. Ngay lập tức, tôi mở huyệt thần đình, đem thần hồn còn sót lại của Kim Hà đưa vào trong huyền quan, tiếp tục cầm kiếm lao vào chiến trường thần ma. Trong chiến trường thần ma, Ngạo Phong đã phá cục chạy khỏi. Theo suy luận của Đế Thích Thiên, sau khi minh giới bị đánh bại, ma giới nhất định không thể chịu được áp lực kép từ bát kỳ ma tôn cùng ác ma chi chủ. Tuy nhiên, ông ta đã không tính toán được rằng bên trong thân thể bát kỳ đại xà vẫn còn một thanh kiếm, mà thanh kiếm này tình cờ được Đoạ Lạc Ma Long Ngạo Phong nắm giữ. Sau khi giết được bát kỳ đại xà, Đoạ Lạc Ma Long đã không ai có thể ngăn cản được nữa. Sau khi ác ma chi chủ chết đi, đại quân Thái Cổ Tiên Dân bên phải triệt để bại trận. Trước sau đã điều động 800 vạn đại quân nhưng cuối cùng chỉ có vài chục ngàn người trốn thoát về. Đại quân ma giới tuy đã thắng trận, nhưng cũng phải trả giá rất đắt, hơn một nửa chí tôn ma chủ mạnh nhất đã nằm xuống, trong ngàn vạn đại quân cũng chỉ còn lại khoảng 200 vạn hơn người. Thái cổ ma đế thương ma chi chủ đã tập hợp và chỉnh đốn lại quân lực, Ngạo Phong đã lập tức đi về phía bên trái của trận chiến, giúp đỡ Mộ Dung Nguyên Duệ nghênh chiến với đại quân tinh nhuệ của Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên chỉ huy hơn 1.400 vạn quân, chư thần tụ về đông đảo. Chiến tướng mạnh nhất dưới trướng là Kim Cang, cũng như Thiên Tôn vậy, sinh ra đã có cơ thể thần ma, lực chiến còn xếp trên cả Bát Kỳ Ma Tôn. Chương 1265, cục diện cuối cùng 2. Địa quân của thần giới tuy có lợi thế về số lượng hơn 2.000 vạn người, nhưng xét về sức chiến đấu, dù là chiến tướng cấp cao hay sức chiến đấu tổng thể của quân đội, thì quân lực Thái Cổ thần giới cũng không bằng liên quân thần linh do Đế Thích Thiên lãnh đạo, đặc biệt là bản thân Đế Thích Thiên còn nắm giữ quyền lực ảnh hưởng đến tình hình trận chiến. Tuy nhiên, Mộ Dung Nguyên Duệ không phải là người dễ bị xem nhẹ. Thái cổ chiến thần giỏi nhất chính là cầm quân đánh trận, tứ đại phân thần phối hợp với bổn tôn điều khiển trận tiên thiên ngũ hành, cùng với đại quân của Đế Thích Thiên xông vào chiến trường, khiến trận chiến rơi vào thế bế tắc trong một khoảng thời gian, gây thương vong nặng nề cho tất cả những người trên cơ, thậm chí còn chiếm giữ vị trí dẫn đầu trong một thời gian. Bổn tôn Đế Thích Thiên còn chưa tham chiến, vì thấy liên quân thần linh bị thương vong quá nhiều nên đã ra lệnh cho Kim Cang tự mình tấn công Mộ Dung Nguyên Duệ. Hỗn độn thần nhãn của Mộ Dung Nguyên Duệ được mở ra bởi hai giọt tinh túy từ U Huỳnh và Trúc Chiêu, chỉ có thể sử dụng một lần, và lại một khi sử dụng, bổn tôn sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Mắt thấy Mộ Dung Nguyên Duệ chuẩn bị sắp gặp họa diệt thân, nữ thần phục thù đã hy sinh toàn lực để chặn đòn tấn công của Kim Cang. Thế nào là Kim Cang? Là vật kiên cố không thể bẻ gãy, vạn pháp không thể tổn hại, vạn vật không thể ngăn đỡ. Chí cương chí dương, bách chiết vô hủy sao? Sao chí cương chí dương, kiên cố khó phá hủy? Nữ thần phục thù kiểm soát sức mạnh hỗn độn nguyên sơ thuộc tính hắc ám, trong khi Kim Cang kiểm soát sức mạnh hỗn độn nguyên sơ thuộc tính ánh sáng. Khi hai người dùng hết sức lực đối đầu với nhau, ánh sáng lập tức xé toạc bóng tối, cơ thể của nữ thần phục thù bị vỡ vụn, ngay cả thần hồn của cô cũng không thể trốn thoát, bị đốt thành cho bụi bởi ngọn lửa thuần túy mà Kim Cang phát ra. Nữ thần phục thù đã chiến tử, thần quang minh tay cầm một chiếc khiên thần thánh bất phá và mặc áo giáp sáng chói lao đến giết Kim Cang. Cả hai đều sở hữu sức mạnh hỗn độn nguyên sơ với thuộc tính ánh sáng, mà khiên thần thánh bất phá lại có khả năng phòng thủ cực tốt. Trong một thời gian ngắn, quang minh thần ngạnh đã chặn lại hàng chục luồng sát cơ sộc đến của Kim Cang. Nhận thấy thần quang minh đã thành công cầm chân được Kim Cang, Mộ Dung Nguyên Duệ không kịp đau buồn trước cái chết của nữ thần phục thù, đã lập tức chỉ huy 5 đội quân cùng nhau tấn công, sử dụng sự sinh khắc của ngũ hành đảo ngược trận tiên thiên ngũ hành và tạo ra vô số sự sát nghiệt. Đại trận bị đảo ngược dẫn đến mọi thứ đều thay đổi theo. Trong khoảng khắc ngắn ngủi đã đánh đến đại quân Thái Cổ tiên dân, thống khổ than khóc kêu gào, máu chảy thành sông, tụ lại thành biển. Tuy nhiên, lợi thế của trận chiến vẫn chưa được đảm bảo vững chắc, theo cùng tiếng gầm của Kim Cang, chiếc khiên thần thánh bất phá của thần quang minh đã vỡ tan với một tiếng nổ lớn, sau đó thần quang minh bị một đòn của Kim Cang đánh mạnh vào phần ngực, chiến giáp quang minh vỡ vụn, thân thể sụp đổ, ngay cả thần hồn cũng biến thành điểm sáng ánh kim mà tiêu tan đi. Sau khi thoát khỏi vòng vây, Kim Cang thân hóa thành sao băng và giết về hướng của Mộ Dung Nguyên Duệ một lần nữa. Đúng lúc này, vào ngay lúc này, Ngạo Phong đã kịp đến nơi, hóa thành hình người, tay cầm kiếm chảm xà và bắt đầu đấu tay đôi với Kim Cang. Nếu là lúc mới bắt đầu cuộc chiến, Ngạo Phong tuyệt đối không phải đối thủ của Kim Cang. Hiện tại sức chiến đấu của Ngạo Phong sau khi giết chết Bát Kỳ Ma Tôn đã có sự cải thiện về chất. Ma ý nuốt chửng, thể hiện sức mạnh của một thế hệ Đoạ Lạc Ma Long, thanh kiếm chảm xà trong tay cậu ấy càng là một thần binh chí tôn. Mặc dù Kim Cang được tôn là vạn pháp cũng không thể bị tổn hại, bách chiết vô hủy, nhưng đến cùng thì vẫn không thể sánh được với độ sắc bén của thanh trảm xà. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này vận mệnh đã lần nữa âm thầm nhúng tay vào. Việc viết lại cục diện chiến đấu của ma giới đến từ một thanh kiếm trảm xà, mà Ngạo Phong ngay từ đầu đã không có cơ duyên lấy được thanh kiếm này, Bát Kỳ Ma Tôn lại càng không dễ dàng lộ ra sơ hở lớn đến mức này. Chính vận mệnh đã động tay động chân, khiến Bát Kỳ Ma Tôn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh nhân quả. Bởi vì chủ nhân của thanh kiếm chảm xà này chính là đại nhân long thần đầu tiên du hành khắp vũ trụ chư thiên trong thế giới cổ xưa. Tổ long có thể thành công hóa thành hình dạng rồng và đắc đạo là bởi vì vị long thần này đã từng để lại dấu ấn hình rồng ở trong nhân gian, nếu không thì sẽ không có tổ long nào xuất hiện trong nhân gian. Từ điểm này nhìn rộng ra, Ngạo Phong cũng có thể coi như là hậu duệ của vị long thần đại nhân này. Mà việc lấy được thanh kiếm chảm xà là một chuyện rất chi là hiển nhiên. Vận mệnh hết lần này đến lần khác bí mật giở trò. Đế Thích Thiên không cảm giác được, nhưng cũng không cách nào che giấu được tai mắt của Thiên Đạo. Tuy nhiên, Thiên Đạo lại không hề có ý định can thiệp vào cuộc chiến giữa thần ma, cứ thế để mặc cho đại quân Thái Cổ tiên dân tổn thất binh lực. Cuối cùng, Đế Thích Thiên không thể chịu đựng được việc thua trận rút lui được nữa, bổn tôn chính thức tham gia trận chiến. Đế Thích Thiên ra tay, phong tỏa hoàn toàn toàn bộ tình thế chiến đấu bằng một sức mạnh của ngàn binh vạn tướng, sau đó ông ta tập trung thần niệm vào Mộ Dung Nguyên Duệ và cuốn cô đi với sát ý tột đỉnh. Cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của Đế Thích Thiên, Thuần Quân, người vẫn luôn bảo vệ U Huỳnh, biết rằng cái chết của Mộ Dung Nguyên Duệ sắp xảy đến, không thể đứng nhìn được nữa. Tuy nhiên, ngay khi cô chuẩn bị biến thành một thanh kiếm khổng lồ để chặn tử kiếp giúp Mộ Dung Nguyên Duệ, thì đột nhiên nhận thấy một đạo kiếm ý quen thuộc từ khoảng không ngoài trời cách xa ngàn dặm truyền đến. Thần kiếm miểu miểu, ư vô thanh sứ thính kinh lôi. Thuần Quân nhìn lại U Huỳnh được ôm trong ngực, nhớ lại những gì Mộ Dung Nguyên Duệ dặn dò cô, từ bỏ ý định bảo vệ cô ấy khỏi cái chết, tập trung tinh thần chuẩn bị ứng phó với thanh kiếm từ ngoài bầu trời sắp sửa ập đến. Chương 1266, uy của Đế Thích Thiên 1. Sự tham chiến của Đế Thích Thiên trong trận chiến đã cho thấy cuộc chiến thần ma sắp đi đến những giây phút cuối cùng. Đối với vị diện thế giới thái cổ tiên dân mà nói, Đế Thích Thiên là sự tồn tại tối cao, điều này ngay cả Thiên Tôn cũng không thể phủ nhận được. Có lẽ nó có thể giải phóng chiến lược của Thiên Tôn, nhưng chắc chắn không bao giờ sở hữu được sự uy nghi như của Đế Thích Thiên. Trước khi trở thành môn đệ của Thiên Đạo, Đế Thích Thiên đã để lại vô số truyền thuyết trong vị diện thế giới thái cổ tiên dân. Truyền thuyết kể rằng Đế Thích Thiên có ngoại hình nam sinh nữ tướng, khuôn mặt tuấn mỹ nhất, phong lưu đa tình nhất thiên hạ. Với khuôn mặt xinh đẹp không bao giờ già đi, Đế Thích Thiên đã dễ dàng chinh phục chính tộc nhân của mình và chinh phục cả toàn bộ vị diện thế giới thái cổ tiên dân. Nữ thần khuất phục trước sự phong lưu đa tình của ông ta, còn nam thần cũng không thể không sinh ra cảm giác ngỗ ngược trước vẻ ngoài nữ tính của ông. Về thực tế, tư chất tu hành của Đế Thích Thiên vốn không cao, ông cũng không phải có năng lực đặc biệt bẩm sinh, ưu điểm lớn nhất của ông chính là thọ nguyên vô tận được Thiên Đạo ban cho. Rất lâu trước khi Thiên Đạo chính thức thống nhất thái cổ tiên dân, ông ta đã chọn Đế Thích Thiên làm môn đệ và truyền cho ông phương pháp trường sinh bất tử, hy vọng rằng mai sau ông sẽ thay mình truyền giáo đạo lý. Nguồn tuổi thọ vô tận khiến Đế Thích Thiên liên tục thay đổi danh tính, thân phận, du hành giữa các vị diện và thế giới của thái cổ tiên dân, đồng thời học hỏi điểm mạnh của mỗi nhà và sức mạnh thần thông khác nhau của chư thần. Cuối cùng, cát nhỏ tích tụ thành biển, tu thành công chư thần phân tâm quyết, chỉ với một người có thể diễn hóa ra thần uy của chư thần. Có thể nói, chỉ với một Đế Thích Thiên, đã có thể đại diện được cho toàn bộ sức mạnh của chư thần trong vị diện thế giới thái cổ tiên dân. Sau khi tu thành chư thần phân tâm quyết, Đế Thích Thiên không còn che giấu thân phận của mình nữa, trở về với tộc nhân của mình và bắt đầu chinh chiến sát phạt trong vị diện thế giới thái cổ tiên dân. Với mị lực thần cách vượt trội của mình, ông dễ dàng chinh phục được chư thần thái cổ tiên dân, ngay cả Thiên Tôn sinh ra đã là thần ma thể, cũng bày tỏ lòng trung thành với ông. Đế Thích Thiên ra tay, diễn hóa pháp tượng của chư thần trên chiến trường, khiến ý chí của chư thần giáng xuống đại quân thái cổ tiên dân. Đại quân thái cổ tiên dân vốn dĩ ở thế bất lợi, sau khi nhận được ý chí của chư thần đã lập tức bộc phát tinh thần chiến đấu mãnh liệt chưa từng có, ngay lúc này ai ai cũng đều trở thành thần linh. Tình thế chiến đấu lập tức xoay chuyển, một chiêu đã đột phá sự trấn áp của ngũ phương thần vực của Mộ Dung Nguyên Duệ, đồng thời phát động phản công với đại quân thần giới. Đồng thời lúc đó, chư thần thái cổ tiên dân cũng gia nhập chiến trường trong tư thế mạnh nhất, giết về hướng chư thần thần giới. Mộ Dung Nguyên Duệ đã cố gắng hết sức để duy trì sự vận hành của trận pháp tiên thiên ngũ hành, thế nhưng, Đế Thích Thiên đã để mắt tới cô, ông ta búng tay một cái đã thổi bay 4 đại phân thần của cô và đưa ra lời mời quyết chiến với cô. Mộ Dung Nguyên Duệ không chút do dự mà lựa chọn nghênh chiến ông ta, hy vọng có thể dựa vào sức mình mà kiềm chân được Đế Thích Thiên, nếu không, kết cục trận chiến giữa thần ma sẽ do một mình Đế Thích Thiên viết nên kết cục. Ý chí chư thần của Đế Thích Thiên quá mạnh mẽ, chỉ cần ý chí được ý chí của ông ta bao bọc, đại quân thái cổ tiên dân sẽ không bao giờ thiếu đi chiến lực. Mộ Dung phi bay về phía Đế Thích Thiên và chọn địa điểm diễn ra trận chiến quyết định ở sâu trong khoảng không, cách xa nơi chiến trường. Chiến thần, nếu ngươi đầu hàng ta, ta có thể tha mạng cho ngươi một mạng, phong ngươi làm hoàng hậu. Đế Thích Thiên mỉm cười, sáng ngời như các vì sao. Đây là khuôn mặt khiến tất cả chúng sinh đều phải kinh ngạc vì đẹp, vừa có nét duyên dáng của nữ tử lại vừa có vẻ tuấn mỹ của nam tử. Ngay cả một cô xạ tiên tử như Mộ Dung Nguyên Duệ cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt này của Đế Thích Thiên, thậm chí còn phải cảm thán bản thân không thể so bì được. Cầm hoa mỉm cười mà không mất đi sự uy vũ, sát phạt chinh chiến mà không mất đi sự duyên dáng. Thực sự làm điên đảo chúng sinh, không, phải nói là làm điên đảo cả chúng thần mới đúng. Mộ Dung Nguyên Duệ nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên một hồi, rồi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chiến thần vì cơ gì mà thở dài? Đế Thích Thiên hỏi, chỉ hận con trai ta Trúc Chiêu còn quá nhỏ tuổi. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, ý ngươi là sao? Nếu như Trúc Chiêu con trai ta trưởng thành nên người, nếu không, với bộ mặt cáo trắng hổ mị như ngươi, có lẽ ta sẽ một khắc hồ đồ mà nạp ngươi làm thiếp cho nó. Đế Thích Thiên sửng sốt một lát, khi hiểu được ý tứ trong lời nói của Mộ Dung Nguyên Duệ, lông mày tức khắc dựng lên, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận. Thân là vị thần trí cao vô thượng của Thái Cổ Tiên Dân, ông ta chưa bao giờ trải qua sự sỉ nhục nào như vậy. Tuy nhiên, ông ta không hề vì nhất thời tức giận mà ra tay, ngược lại còn nhìn chằm chằm Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi, người có là nữ nhân của Ma Đạo Tổ Sư phải không? Không, ta là Ma Đạo Chủ Mẫu, có khác biệt gì sao? Mộ Dung ta chưa bao giờ là nữ nhân của ai cả, ta chỉ là chính mình mà thôi. Nữ nhân muốn làm chính mình rất mệt mỏi, ngươi nên học cách thần phục. Sở dĩ ngươi không chịu là vì chưa tìm được người đàn ông khiến ngươi sẵn sàng thần phục mà thôi. Đế Thích Thiên nói, ha ha, ngươi cho rằng ngươi có tư cách khiến ta thần phục hơn anh ấy sao? Mộ Dung Nguyên Duệ thay vì tức giận thì lại cười thành tiếng. Đương nhiên, nếu ngươi tự tin như vậy, tại sao vào lúc tử thần rời đi lại không chinh phục tử thần? Ngươi phải biết rằng, tử thần Lâm Thùy Hỏa chính là người vợ anh ấy cưới hỏi đàng hoàng. Đế Thích Thiên lại im lặng, sắc mặt tái mét. Tất nhiên ông ta đã từng nghĩ đến việc chinh phục tử thần, biến tử thần thành người phụ nữ của mình. Chương 1267, uy của Đế Thích Thiên 2. Tuy nhiên, cái chết của Thiên Tôn đã sớm đánh thức ông ta khỏi ảo tưởng phi thực tế này. Thiên xung địa kích, âm dương tuyệt diệt, giết chết Thiên Tôn cũng chỉ cần vỏn vẹn 2 nhát đao, nếu không phải Thiên Tôn được ánh sáng bảo vệ của huyết nguyệt tiếp dẫn, Đế Thích Thiên tin rằng Thiên Tôn dù chỉ một đòn cũng không thể chịu được. Thiên Tôn không thể, ông ta cũng vậy. Có một vài người không được phép báng bổ, thậm chí là việc ảo tưởng cũng không thể. Thiên Tôn dũng cảm nhường nào, chết rất gọn gàng sạch sẽ. Đây thậm chí không phải là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất chính là tử thần một chiêu Mặc Liên nghiệp hỏa đã thiêu trụi toàn bộ 800 vạn thần hồn của đại quân huyết nguyệt lang nhân. Thái sơ tử thần, thân thể khôi cương, cảnh giới của tử thần đã vô cùng tiệm cận với thiên đạo, nhưng Đế Thích Thiên ông ta ở trước mặt thiên đạo lại có thể xem như là gì đây? Tử thần rồi cũng sẽ chết. Đế Thích Thiên trầm mặc một hồi, mới thốt ra một câu. Ồ, thật sao, sao lời này ngươi không có trước khi tử thần rời đi ấy? Mộ Dung Nguyên Duệ nói. Mộ Dung Nguyên Duệ lại chọc vào điểm đau của Đế Thích Thiên, khi Thùy Hỏa còn ở đây, uy lực tử thần đã áp bức ông khiến ông không thể thở được, mãi đến khi cô ấy rời đi, ông mới vô cùng vui mừng vì tử thần đã không nhìn ông ta thêm một ánh mắt nào. Có lẽ nhìn thêm một lần nữa sẽ là cái kết đến với Đế Thích Thiên. Đủ rồi, Mộ Dung Nguyên Duệ, ta hỏi lại ngươi, ngươi có chịu đầu hàng ta không? Đế Thích Thiên tức giận hỏi, sứ quân tự hữu phụ, là phù tự hữu phu sao, Mộ Dung thể đến chết cũng không nghe lời. Sao bài thơ Mạch Thượng Tang, khuyết danh, ý thơ, sứ quân đã có vợ, là phù đã có chồng. Được, sau khi thốt ra chữ được này, Đế Thích Thiên bắt đầu sử dụng uy lực một thời thiên đế của mình. Sức mạnh của chư thần chảy nhanh trong cơ thể ông ta, mỗi khi một dòng thần lực chảy qua trái tim, ông ta sẽ hiện ra khuôn mặt của một vị thần. Đế Thích Thiên có thể diễn hóa thành chư thần, đây không chỉ là lời nói suông. Theo truyền thuyết kể, trong vị diện thế giới Thái Cổ Tiên Dân có 33 vị chính thần, còn gọi là Tam Thập Tam Trọng Thiên. Khi Đế Thích Thiên hợp nhất tất cả uy lực của 33 vị chính thần vào một cơ thể, mỗi đòn tấn công mà ông thực hiện đều mang theo thiên uy của Tam Thập Tam Trọng Thiên. Mộ Dung Nguyên Duệ đứng bất động tại chỗ, bình tĩnh nhìn Đế Thích Thiên không ngừng nâng cao chiến lực của mình. Sở dĩ cô ấy không nhúc nhích là bởi vì bản thân cô biết, không những mình không thể chống đỡ thiên uy của Tam Thập Tam Trọng Thiên, mà ngay cả một tầng thiên uy cũng quá sức đối phó với cô rồi. Mà sở dĩ Đế Thích Thiên muốn tăng sức mạnh của mình đến mức tột cùng là vì e ngại trước sức mạnh hỗn độn thần nhãn của Mộ Dung Nguyên Duệ. Hỗn độn thần nhãn, quét sạch mọi thứ, Đế Thích Thiên vô cùng lo sợ điều này. Đáng tiếc, ông ta không biết rằng theo sự ra đời của U Huỳnh cùng Trúc Chiêu, hỗn độn thần nhãn của Mộ Dung Nguyên Duệ đã mất đi sức mạnh từ lâu, chỉ có tiếng mà không có miếng. Cuối cùng, Đế Thích Thiên đã nâng sức chiến đấu của mình lên đến mức cực hạn, giờ đây mỗi đòn tấn công của ông ta đều mang theo sức mạnh thiên uy của Tam Thập Tam Trọng Thiên, loại sức mạnh chiến đấu này đủ để khiến ông ta tự hào khắp tam giới Thái Cổ. Ngạo Phong, người đang chiến đấu quyết liệt với Kim Cang, nhận thấy thiên uy Tam Thập Tam Trọng Thiên của Đế Thích Thiên, đã đốt cháy thần hồn của mình và sử dụng toàn bộ ma ý của mình, đâm đầu vào ý định lưỡng bại câu thương để hạ bệ Kim Cang, muốn giải vây cho Mộ Dung Nguyên Duệ. Ngặt nỗi Kim Cang quả nhiên trọng thương nhưng vẫn như cũ mà quấn lấy Ngạo Phong không buông. Ngạo Phong không thể thoát khỏi rắc rối nên chỉ đành lớn tiếng hô tên Thuần Quân. Thuần Quân ở đâu, mau đi bảo vệ cho chủ mẫu. Ngạo Phong hét lên 3 lần liên tiếp, nhưng không nghe Thuần Quân đáp lại tiếng nào. Không phải Thuần Quân từ chối ra tay giúp đỡ, mà với tư cách là kiếm linh, cô đã bắt được ánh kiếm đến từ nơi cách xa hàng ngàn dặm. Mộ Dung Nguyên Duệ đã yêu cầu cô thể chết bảo vệ U Huỳnh, đồng thời cô cũng đưa ra hứa rằng kiếm còn thì người còn. Về phần cô có thể bảo vệ U Huỳnh nhỏ sống sót dưới ánh kiếm này hay không, cô căn bản không thể nắm chắc được, bởi vì người tới chính là Lữ Thuần Dương. Nói chính xác hơn thì đó là một thanh kiếm Thuần Dương. Mà thanh kiếm này cũng không phải là Lữ Thuần Dương chém ra, người tung ra nhát kiếm này chính là tay của Thiên Đạo. Sau khi thần cách bị tiêu diệt, Lữ Thuần Dương sẵn sàng sa đọa và trở thành thanh kiếm của Thiên Đạo, khi không khiến Thiên Đạo có thêm một đại sát khí nghịch thiên. Ngạo Phong không thể thoát khỏi vây khốn, Thuần Quân cũng không phản ứng đáp lại, đối mặt với uy lực tam thập tam trọng thiên của Đế Thích Thiên, nhìn ngang nhìn dọc thì Mộ Dung Nguyên Duệ cũng chỉ có mỗi đường chết. Tất cả những gì có thể làm chỉ là đốt cháy thần hồn của mình để giải phóng hỗn độn thần nhãn, hy vọng có thể khiến Đế Thích Thiên bị thương, viết lại cục diện trận chiến thần ma. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, Mộ Dung Nguyên Duệ nhắm đôi mắt lại và tập trung toàn bộ tinh thần vào huyệt thần đình. Hỗn độn thần nhãn tưởng chừng như đã nhắm chặt lại nhưng lại sắp được mở ra. Cảm nhận được sát ý hủy diệt của Đế Thích Thiên càng ngày càng đến gần mình, Mộ Dung Nguyên Duệ nghiến răng nghiến lợi thiêu đốt thần hồn. Ngay khi cô chuẩn bị mở hỗn độn thần nhãn chiếu về bổn tôn Đế Thích Thiên, một bàn tay dịu dàng đột nhiên từ phía sau vòng lên che chắn cô lại. Nhắm mắt lại, để anh đấu với ông ta. Chương 1268, Chiến với Đế Thích Thiên 1. Trạng thái của Mộ Dung Nguyên Duệ như thế nào tôi là người hiểu rõ nhất, một khi cô ấy sử dụng hỗn độn thần nhãn, chẳng những không thể đả thương được Đế Thích Thiên mà bản thân cô cũng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu do chịu sự phản vệ dữ dội, không lòng thoát khỏi sát kiếp của Đế Thích Thiên. Dứt khoát, tôi đến nơi vừa đúng lúc cô ấy chuẩn bị mở hỗn độn thần nhãn. Tất cả những điều này thay vì nói là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chẳng thà nói là sự thương xót của vận mệnh đối với tôi. Sự xuất hiện của tôi khiến Đế Thích Thiên ngừng một loạt động tác dở dang lại. Ma đạo tổ sư, Đế Thích Thiên hỏi, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Quả nhiên, ngươi chính là ma đạo tổ sư, nguy cơ đang đến với nhân gian ngày một gần, không ngờ tới ngươi còn có tâm tư nhúng tay vào cuộc chiến thần ma. Cuộc chiến của thiên đạo là cuộc chiến vận mệnh của tất cả chúng sinh. Không có gì ngạc nhiên khi đứa con của vận mệnh là ta xuất hiện ở đây. Tôi đáp, ngươi cho rằng vận mệnh có thể đánh bại thiên đạo sao? Đế Thích Thiên hỏi, có thể đánh bại thiên đạo hay không thì ta chẳng rõ, ta chỉ biết người ta cần đánh bại hiện giờ chính là ngươi. Nếu như ta đến chậm một chút, Mộ Dung vợ ta sẽ gặp họa sát thân, chuyện này ta và ngươi cần phải tính toán cho rõ ràng. Ma đạo tổ sư, ta rất tán thưởng dũng khí của ngươi, ngươi là vận mệnh chi tử, ấn định chẳng thể chết trong tay ta. Chiến thần bệ hạ, sao chúng ta không đánh cược một ván đi? Đế Thích Thiên nói, nếu như ma đạo tổ sư đánh bại ta, ta sẽ lập tức rút quân, nếu hắn thua thì... Thua thì sẽ thế nào? Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi lại, thì ngươi sẽ là người phụ nữ của ta. Sau khi Đế Thích Thiên thốt ra những lời này, Mộ Dung Nguyên Duệ cười lớn. Ngươi cười cái gì? Đế Thích Thiên hỏi, nếu ngươi đã biết chồng ta là vận mệnh chi tử, ngoại trừ thiên đạo không ai có thể giết chết hắn, không ngờ tới ngươi lại định ra trận cá cược ngu xuẩn như vậy. Được thôi, vụ cá cược lần này ta sẽ chấp nhận. Thấy Mộ Dung Nguyên Duệ đồng ý nhanh chóng như vậy, tôi nhịn không được hỏi, em có lòng tin đến vậy sao? Không phải em có lòng tin ở anh, mà là bởi vì em hiểu rất rõ con người anh. Nói xong, Mộ Dung Nguyên Duệ nhẹ nhàng hôn lên má tôi, rời khỏi nơi này, đi xuống phía dưới tiếp tục chủ trì tình hình chiến sự của thần giới. Trận cục phía dưới, thần uy của Đế Thích Thiên đã có chút suy yếu do sự rời đi của ông ta, nhưng Thái Cổ Tiên Dân cũng đã chiếm được ưu thế vượt trội hơn hẳn, cho dù Mộ Dung Nguyên Duệ có quay lại trận hình thì cũng khó có thể nghịch chuyển kết quả. May mắn thay, đại quân ma giới sau khi chỉnh đốn lại đã kịp thời đến nơi chi viện, mà Ngạo Phong cũng đang thực hiện cuộc truy sát cuối cùng đối với Kim Cang. Chỉ cần Ngạo Phong có thể giết chết Kim Cang thì cục diện trận chiến phía dưới sẽ lập tức được đảo ngược, tiền đề là tôi có thể đánh bại được Đế Thích Thiên, nếu không mọi thứ sẽ trở thành công cốc cả. Điều khiến tôi có chút tò mò chính là Thuần Quân, tôi có thể cảm giác được Thuần Quân đang ở ngay chiến trường bên dưới, nhưng cô ấy lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Khi đó tôi còn chưa phát giác ra bên ngoài trời lóe lên một tia kiếm quang, về mặt này thì tôi thua xa Thuần Quân. Thuần Quân tu thành công kiếm chi bổn nguyên, có thể cảm nhận được kiếm ý ở cách xa hàng ngàn dặm. Giống như một vũng nước tù động vậy, chỉ cần có kiếm ý tập kích thì mặt nước sẽ lập tức dao động. Tôi không biết Thuần Quân đang chuyên tâm đợi Lữ Thuần Dương đến, nếu biết sớm hơn, có lẽ tôi đã không cần phải hối hận cả đời. Sau khi Mộ Dung Nguyên Duệ đi xuống, bên trên hư không chỉ còn lại tôi và Đế Thích Thiên đối đầu nhau. Thực sự thì tôi không nắm chắc việc đánh bại Đế Thích Thiên. Nhưng có một điều mà Nguyên Duệ nhìn thấy rất rõ ràng, chỉ cần tôi không chết, người chết sẽ là ông ta. Sau khi trải qua trận chiến sinh tử với Lữ Thuần Dương, hỗn độn kiếm ý của tôi ngày một hoàn thiện hơn, không còn bị gói gọn vỏn vẹn trong thái cổ kiếm vực nữa. Chỉ với một đòn kiếm, vừa có thể chém ra sức mạnh hỗn độn nguyên sơ, kiếm khí dâng trào vừa nở rộ một cơn mưa hoa bỉ ngạn. Thanh kiếm của tôi là thanh kiếm của cảm xúc, chỉ cần trong lòng tôi có cảm xúc thì kiếm ý của tôi sẽ vĩnh viễn không cạn kiệt. Mặc cho gió thổi hay mưa bay thành bụi, bùn thế nào, thì nó vẫn như cũ. Trận quyết chiến bắt đầu, tôi tế xuất Côn Lôn Tuyết. Sau trận quyết chiến với Lữ Thuần Dương, Côn Lôn Tuyết nhuốm đầy màu máu, cùng màu đỏ như hoa bỉ ngạn. Một hành trình dài trong hư không, tôi vốn tưởng rằng sẽ gây ra tổn hại lớn cho Côn Lôn Tuyết, ai ngờ được, Côn Lôn Tuyết không vì điều này mà mất đi kiếm cách của bản thân nó, ngược lại càng trở nên tinh xảo, thấu triệt hơn bởi vì được tôi luyện trong hư không. Thân kiếm có phần trong suốt, ngưng thần nhìn kỹ sẽ thấy trong thân kiếm có đóa hoa đang nở, không phải một, cũng không phải hai mà là hàng ngàn, hàng vạn bông. Tầng tầng lớp lớp hoa bỉ ngạn ngưng tụ trong thân kiếm, cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến hình ảnh trong Cờ Chiêu Hồn Ma Đạo. Chương 1269, Chiến với Đế Thích Thiên 2. Cờ Chiêu Hồn Ma Đạo cũng từng chứa hàng ngàn bông hoa bỉ ngạn, nhưng sau trận chiến với Phục Hy Đại Đế, nó biến thành một cơn mưa hoa rồi nhuộm đỏ mảnh đất bên trong huyền quan của tôi. Hoa kiếm bên trong tuyết Côn Lôn sẽ không dễ dàng mất đi như vậy, bởi vì hoa bỉ ngạn không chỉ tượng trưng cho thành tựu kiếm đạo của tôi mà còn tượng trưng cho nỗi chấp niệm trong lòng tôi. Chỉ cần tôi không chết thì bông hoa này sẽ bất bại. Tôi chĩa kiếm vào Đế Thích Thiên, một bông hoa kiếm nhảy ra và bay về phía ông ta. Một bông hoa bỉ ngạn đơn độc trông rất mong manh và không có sát ý gì cả. Đế Thích Thiên cũng không đặt bông hoa này vào mắt, trực tiếp ngó lơ, đợi khi hoa bỉ ngạn bay đến trước mặt ông ta duỗi hai ngón tay ngọc trắng nhẹ nhàng bắt lấy, nắm bông hoa trong tay, mỉm cười. Cách Đế Thích Thiên cầm hoa và mỉm cười có sự mê người khó tả, cực kỳ nam sinh nữ tướng, cũng không có gì lạ khi một số ngôi đền thờ Đế Thích Thiên ở nhân gian coi ông ta như một nữ thần, thậm chí còn gọi là thần hậu. Rất ít vị thần của Thái Cổ Tiên Dân được truyền bá vào nhân gian, nhưng Đế Thích Thiên lại là một ngoại lệ. Tam Thập Tam Trọng Thiên uy trong đạo tàng cũng có ghi chép tương tự. Tất nhiên, lý do khiến Đế Thích Thiên có thể để lại tên tuổi của mình ở nhân gian cũng không thể tách rời với nguyên do là thân phận môn đồ của Thiên Đạo. Đế Thích Thiên tại giờ khắc này sở hữu Tam Thập Tam Trọng Thiên uy, dáng vẻ cầm hoa và mỉm cười trông có vẻ vô hại nhưng thực chất chỉ là bề ngoài. Bề mặt càng tĩnh lặng thì dòng nước ngầm bên dưới càng sôi sục dâng trào, nếu không chuyển động thì khắc chuyển động ngay sau đó sẽ là gió giật sấm rền, long trời lở đất. Tuy nhiên, tôi vẫn mừng vì ông ta đã không làm hỏng hoa bỉ ngạn của tôi. Bởi vì bông hoa bỉ ngạn mà tôi gửi đi kia chứa đựng kiếm tâm, hiện giờ nó đang được kết nối với hai ngón tay của Đế Thích Thiên, nắm bắt được ý đồ của ông ta, đồng thời giải mã tầng tầng lớp lớp bí ẩn của Tam Thập Tam Trọng Thiên uy. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi có thể đánh bại Lữ Thuần Dương là vì tôi biết rất rõ về Lữ Thuần Dương, nhưng tôi không biết gì về Đế Thích Thiên cả. Kiếm tâm tỏ tường, cùng với từng cánh hoa nở rộ ra của hoa bỉ ngạn thì tầng tầng lớp lớp bí mật cũng được phá giải, tôi dần dần hiểu được bí ẩn đằng sau Tam Thập Tam Trọng Thiên uy của Đế Thích Thiên. Mỗi một tầng trời đều được canh giữ bởi một vị chính thần từ thế giới Thái Cổ Tiên Dân, khi thần niệm của Đế Thích Thiên ở lại một tầng trời nhất định nào đó, ông ta có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của vị chính thần này. Mà khi Đế Thích Thiên hợp nhất tất cả 33 tầng trời lại với nhau, thì sẽ tạo ra được tầng trời thứ 34, Đại La Thiên. Chư thiên giới có hạn, nhưng Đại La Thiên thì vô hạn, lại còn bọc ngoài bên ngoài của chư thiên, không có điểm kết. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đại La Thiên đến từ sự khai sáng của Thiên Đạo, bởi vì chỉ có Thiên Đạo mới có thể vượt qua tất cả chư thiên, vạn giới. Thật không ngờ rằng Thiên Đạo lại sẵn lòng dạy cho ngươi những bí mật của Đại La Thiên. Tôi nói, làm thế nào ngươi biết được? Đế Thích Thiên giật mình một phen, sau khi hỏi xong, ông chợt hiểu ra gì đó, nhanh chóng lật tay nắm lấy bông hoa bỉ ngạn trên đầu ngón tay rồi bóp nát nó thành từng mảnh. Đáng tiếc ông ta đã hiểu ra quá muộn, từ khi tôi nói ra bí mật của Đại La Thiên, Đế Thích Thiên ở trước mặt tôi đã không còn có bí mật nào. Chiến lực của ông ta quả thực rất mạnh, không hề thua kém so với Lữ Thuần Dương. Nhưng vì Đế Thích Thiên đã thích cờ bạc đến thế, cho nên tôi cũng muốn đánh cược một ván với ông ta. Lấy Đại La Thiên của ông ta, đặt cược với huyền quan của tôi. Tôi muốn kiểm tra xem huyền quan của tôi có giới hạn nào không và liệu nó có thể chứa được một Đại La Thiên như vậy. Chương 1270, Hỗn Độn Thần Lôi. Huyền quan của tôi không có điểm cuối cùng, tôi đã nhận thức điều này một cách sâu sắc kể từ lúc dẫn dụ bẫy giết Phục Hy ở Hoàn Hồn Nhai. Một thời gian dài sau đó, uy lực của Cờ Chiêu Hồn và thế giới trong huyền quan vẫn luôn là hai câu đố lớn nhất mà tôi mãi vẫn không thể hiểu được. Giờ đây tôi đã thấu tỏ uy lực của Cờ Chiêu Hồn, thế nhưng huyền quan đối với tôi mà nói vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Tu hành đạo môn vốn có 6 loại cảnh giới, thông linh, chân khí, huyền quan, nguyên thần, hợp đạo và thiên tôn. Huyền quan là loại thứ 3, ngay cả trong thời đại mạt Pháp, đối với người tu hành trong đạo môn mà nói, huyền quan vốn không phải chuyện gì khó cả. Cái khó ở đây là rốt cục có thể khai mở huyền quan như thế nào, bởi vì một khi huyền quan được mở ra, nó đại khái sẽ vạch ra con đường tu hành trong tương lai của người đó. Có những người huyền quan mưa thuận gió hòa, lại có người huyền quan lạnh lẽo như xương. Có những người huyền quan không ngừng sát phạt, lại có người an tĩnh vô cùng. Huyền quan có liên quan đến tính cách, phương pháp tu hành của một người. Trước khi mở được huyền quan, kẻ tu hành vĩnh viễn không thể biết được bản thân có thể mở ra một huyền quan như thế nào. Huyền quan của tôi đã từng bị hủy một lần trong trận chiến trên núi Không Minh. Đối với người khác mà nói, huyền quan bị hủy không chỉ khiến một thân tu hành tan thành khói bụi, ngay cả thần hồn cũng khó mà giữ được. Thế nhưng huyền quan của tôi khi đó chỉ biến thành một quả cầu năng lượng hỗn độn, thần hồn hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Sức chiến đấu của Đế Thích Thiên mạnh vô cùng, Đại La Thiên có thể bao vây hết thảy mọi thứ, không có giới hạn, ngay cả khi tôi đã lĩnh ngộ được tinh túy của kiếm ý hỗn độn cũng khó mà dùng kiếm đối đầu với nó. Chỉ cần tôi hãy còn ở trong Đại La Thiên, nhất định sẽ phải đón nhận vô số đòn tấn công điên cuồng của Đế Thích Thiên, tới khi thần niệm khô cạn, kẻ bại trận chính là tôi. Cũng có lẽ ông ta không thể giết được tôi, thế nhưng có thể hủy đi toàn bộ sinh cơ, sức mạnh vận mệnh chỉ có thể bảo vệ thần hồn của tôi chứ không thể bảo vệ nổi nhục thân xác thịt. Thứ tôi tu hành chính là chiến hồn bất tử và chiến thể bất diệt, mất đi nhục thân sẽ khiến chiến lực của tôi tụt dốc không phanh, thậm chí chẳng thể nào tham gia trận chiến chống lại thiên đạo. Trên thực tế nào có ai thích đánh cược cơ chứ, chẳng qua đều là bị buộc phải làm mà thôi. Đương nhiên tôi cũng không muốn trận đấu vừa mới bắt đầu liền mở thần đình, tế huyền quan, tôi muốn dùng Đại La Thiên để trau dồi kiếm đạo của mình, tẩy rửa nhục thân xác thịt, tôi luyện thần hồn. Sau khi bị tôi xé rách bí mật ẩn giấu của Đại La Thiên, vẻ mặt của Đế Thích Thiên vô cùng nghiêm trọng. Tên của người bóng của cây, cái danh ma đạo tổ sư của tôi đã sớm truyền đi khắp các vị diện thế giới của Thái Cổ Tiền Dân. Là kẻ địch của thiên đạo, đứa con của vận mệnh. Tại Hoàn Hồn Nhai diệt phục Hy Đại Đế, ở Thái Cổ Thần giới phá vỡ thần cách của Lữ Thuần Dương, hai vị này vốn là người có cùng cảnh giới với Đế Thích Thiên. Bóng dáng của Đế Thích Thiên bắt đầu mờ dần, tới khi thân ảnh hoàn toàn biến mất, tôi liền cảm nhận được một luồng sao động trong không gian. Thời không xung quanh tôi bỗng chốc trở nên hỗn loạn, vây chặt lấy tôi, cuối cùng biến thành một vòng xoáy không thể cưỡng lại, kéo tôi vào một thế giới không gian rộng lớn và huyền bí. Trong thế giới này, bầu trời cao vời vợi, mặt đất rộng mênh mang. Tôi biết, đây chính là thần vực của Đế Thích Thiên. Bầu trời này có 33 tầng, mỗi một tầng đều ẩn giấu sát khí của một vị chính thần. Tôi cầm kiếm đứng đó, ngước nhìn lên trời cao, lúc này tôi đã hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài. Côn Lôn Tuyết trong tay tôi đang run lên hưng phấn, nó hiểu lòng tôi nhất, biết tôi đang muốn làm cái gì. Tôi bắt đầu dùng ma kiếm để múa kiếm, dựa vào đường kiếm để thi triển kiếm ý hỗn độn, ma kiếm cuồn cuồn, kiếm khí một khi đã thoát ra liền không thể thu hồi. Kiếm của tôi vừa động, kiếm khí lưu hình liền cuồn cuộn chảy không ngừng, rất nhanh liền dọc ngang khắp nơi này. Không gian Đại La Thiên bao la bát ngát, trên cao không có điểm cuối, dưới đất không có điểm dừng. Cho dù tôi có phóng ra bao nhiêu luồng kiếm khí cũng không thể nào lấp đầy nổi không gian này. Vì vậy mà tôi cũng chẳng hề có ý định dùng hết kiếm khí trong một lần, đợi tới khi kiếm khí được phóng ra đã đủ để hình thành kiếm khí lưu hình, tôi bắt đầu dừng tay. Kiếm khí lưu hình biến thành một vòng xoáy lấy tôi làm trung tâm. Thiên uy của Đế Thích Thiên sắp sửa giáng xuống, trên trời bắt đầu xuất hiện tiếng sấm chớp rền vang. Không có gì thích hợp đại diện cho thiên uy hơn sấm chớp, sấm vừa là ngọn lửa tạo nên sự sống, lại cũng là kiếp nạn hủy diệt chúng sinh. Sấm chớp đại diện cho cơn thịnh nổ của các vị thần. Một cột sấm sét khổng lồ ánh tím đang dần hình thành trong không trung, giáng về phía tôi. Tôi dùng kiếm đón lấy, chịu đựng để cho đạo sét bổ xuống người mình. Cảnh tượng năm xưa Thùy Hỏa dùng thân xác đón nhận lôi kiếp hiện lên trong tâm trí tôi, thật không ngờ đã bao nhiêu năm trôi qua, lại có một ngày bản thân tôi cũng dùng kiếm nghênh đón sấm sét giáng xuống. Mỗi đạo sấm sét đại diện cho một tầng thiên uy. Mặc dù bản thân đã sớm luyện được chiến thể bất diệt, thế nhưng đạo sấm sét này vẫn khiến thân thể của tôi tổn thương nghiêm trọng. Khi dòng điện ập đến, toàn thân tôi run rẩy như một chiếc lá, huyết khí trong người điên cuồng chạy loạn, thần hồn lập cập. Tuy nhiên tôi cũng coi như đã khống chế được đạo sấm sét này, đem sức mạnh của nó thu vào trong vòng xoáy kiếm khí, lại dùng kiếm khí để hóa giải. Đạo sấm sét đầu tiên vừa giáng xuống, đạo thứ hai liền tiếp tục. Tôi lặp lại phương pháp cũ của mình, dùng vòng xoáy kiếm khí để giải phóng sức mạnh sấm sét. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, khi đạo thứ 9 giáng xuống người tôi, vòng xoáy kiếm khí đã không còn có thể chịu đựng thêm bất kỳ sức mạnh sấm sét nào nữa, nó bắt đầu sụp đổ, mà cơ thể tôi bởi vì liên tục nghênh đón 9 đạo sấm sét mà da thịt bắt đầu bong tróc, cháy đen nhiều chỗ, máu từ mũi và miệng tràn ra, thảm không nỡ nhìn. 9 đạo sấm sét là giới hạn cuối cùng mà thân thể xác thịt này của tôi có thể chịu đựng được, thêm một đạo nữa chỉ e sẽ tan tành. Lúc này vòng xoáy kiếm khí đã tiêu tan, tôi không thể nào dựa vào kiếm khí để hóa giải sức mạnh sấm sét được nữa. Đế Thích Thiên không để cho tôi kịp thở, chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm chấn động, trời đất một mảnh trắng xóa, đạo sấm sét thứ 10 đã giáng xuống. Tôi không tiếp tục phòng thủ nữa, bèn nhấc kiếm phản công, dùng thần kiếm chi đạo thi triển kiếm ý hỗn độn. Thần kiếm mịt mờ, trong không gian tĩnh mịch vang lên một tiếng sấm nổ. Không đợi đạo sấm sét kia giáng xuống, Côn Lôn Tuyết đã chém ra một đạo kiếm khí hồng lưu để nghênh đón nó. Đinh tai nhức óc, trời đất xung chuyển, hỗn độn kiếm khí lưu hình va vào đạo sấm sét thứ 10 trong không trung, phát ra một làn ánh sáng mang sức mạnh hủy diệt vô cùng ghê gớm, sau đó cùng nhau tan biến vào hư vô. Đạo thứ 11 tiếp tục giáng xuống, đạo sau so với đạo trước càng mạnh hơn. Tôi lại tiếp tục dùng thần kiếm chi đạo thi triển hỗn độn kiếm khí hồng lưu, một lần nữa phá tan đạo sấm sét thứ 11. Đạo thứ 13, rồi 14, cho đến khi đạo thứ 18 giáng xuống, tôi phát hiện ra thần kiếm chi đạo của tôi đã đạt đến điểm giới hạn, không còn có thể chống đỡ sấm sét thêm nữa. Ma kiếm không ngăn được, thần kiếm không thắng được, vậy thì từ giờ chỉ có thể dựa vào quỷ kiếm chi đạo tìm đường thoát thân mà thôi. Quỷ kiếm âm u, ẩn nấp trong hư không, tiếp theo đó tôi dựa vào năng lực độn không của quỷ kiếm, tiếp tục tránh được một đạo lại một đạo sát ý sấm sét. Mãi cho đến khi Đế Thích Thiên thẹn quá hóa giận bèn tập hợp sức mạnh của 32 tầng thiên uy bố trí thiên la địa võng. Sức mạnh sấm sét dọc ngang dọc, tạo thành một biển sấm sét ẩn chứa sức mạnh hủy diệt khủng khiếp vô cùng giáng xuống đầu tôi. Muốn trốn không thể trốn, một tránh không thể tránh. Chương 1271, lời nói dịu dàng. Vào thời khắc mấu chốt, một lần nữa tôi lại hợp nhất tam kiếm, kiếm hải liền bay lên không trung. Kiếm hải vẫn là kiếm hải hỗn độn như trước đây, thế nhưng nước biển lại có màu đỏ tươi. Sở dĩ biến thành màu đỏ, bởi vì trong biển ngập tràn bỉ ngạn hoa. Một biển kiếm này chính là uy lực kiếm đạo của cả đời tôi, cũng là thủ đoạn mạnh nhất mà tôi có thể thi triển lúc này. Bỉ ngạn hoa từ trong kiếm hải bay lên trời cao, va vào biển sấm sét do 32 tầng thiên uy của Đế Thích Thiên ngưng tụ thành. Sấm sét làm sao động sóng biển, bỉ ngạn hoa bay khắp nơi như làn mưa. Trên trời dưới đất một màu đỏ như máu, tới khi mưa hoa rơi xuống, sức mạnh sấm sét đương nhiên cũng không còn nữa. Ma đạo tổ sư, người đã dốc hết cả thủ đoạn rồi. Ta thừa nhận trước giờ chưa từng gặp kẻ nào có kiếm đạo lợi hại như ngươi, thế nhưng ngươi vẫn thua rồi. Giọng nói của Đế Thích Thiên truyền tới từ trong không trung. Đế Thích Thiên nói không sai, nếu không kể đến huyền quan, trận chiến này tôi coi như thua. Biển hoa bỉ ngạn là đòn tấn công mạnh nhất của tôi, trong khi Đế Thích Thiên mới chỉ dùng 32 tầng thiên uy, hắn ta còn chưa thi triển thiên uy khủng khiếp nhất của mình sức mạnh từ 33 tầng. Thắng thua hãy còn khó nói. Tôi hiên ngang lẫm liệt trả lời, ha ha, ngươi dùng cái gì để đấu với 33 tầng trời của ta? Nếu ta là ngươi đã sớm rút sạch thần hồn, dùng sức mạnh vận mệnh trốn khỏi không gian Đại La Thiên của ta, chỉ bằng cách này mới có thể lưu lại một tia tàn hồn. Đế Thích Thiên cười lạnh một tiếng, hiện thân trong không trung. À, nếu ta không chạy thì sao? Trời giúp kẻ tự biết giúp mình, nếu ngươi vẫn khăng khăng muốn đi tìm chết, chỉ e vận mệnh cũng chẳng bảo vệ được ngươi. Ta muốn thử một chút, được. Vậy sẽ để cho ngươi nếm thử cái gọi là sức mạnh chân chính của Đại La Thiên. Dứt lời, thân ảnh của Đế Thích Thiên lại một lần nữa biến mất. Ngay lập tức mặt đất rung chuyển, bầu trời như bị xé tan. Sau đó không gian không ngừng bị phá hủy, thời không hỗn loạn dọc ngang đan sen, cuối cùng bầu trời không còn, mặt đất cũng biến mất, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Trong không gian hỗn độn mênh mang, một đạo ánh sáng lóe lên. Đó là ánh sáng của sấm sét, là điện quang phát ra từ thần lôi. Đế Thích Thiên dùng cái giá phải trả là phá hủy không gian Đại La Thiên, ngưng tụ sức mạnh của 33 tầng thiên uy triệu hoán một đạo hỗn độn thần lôi. Hỗn độn thần quang quét sạch vạn vật của Mộ Dung Nguyên Duệ chẳng qua chỉ là một đạo ánh sáng mà thôi, trong khi hỗn độn thần lôi trong truyền thuyết có thể chia cắt cả hỗn độn. Sấm sét đang giáng xuống, tôi từ bỏ việc kháng cự. Bởi vì chỉ dựa vào kiếm đạo của tôi bây giờ, cho dù có làm thế nào đi nữa cũng không thể ngăn nổi hỗn độn thần lôi. Hỗn độn thành hình, theo tiếng gầm của Đế Thích Thiên, một cơn động chấn rung chuyển cả đất trời bổ xuống đầu tôi. Tôi không tránh không né, đợi tới khi hỗn độn thần lôi sắp sửa đánh xuống người mình mới vội vàng phá huyệt thần đình, khai mở huyền quan. Trong truyền thuyết, hỗn độn thần lôi có thể chia cắt hỗn độn, giờ đây tôi muốn thử xem liệu nó có thể chia cắt huyền quan của tôi được không. Đây quả thực là một canh bạc lớn, nếu không phải không còn lựa chọn nào khác, tôi cũng chẳng đến mức dùng huyền quan của mình đem đặt cược với Đế Thích Thiên. Nếu không cược thì chỉ còn đường chết, nếu cược chưa chắc đã thua. Trong huyền quan một mảnh bao la mênh mang, ngọn gió phục sinh không thể thổi tan màn sương mù dày đặc trên bầu trời, ánh trăng lồng lộng không thể soi sáng mặt đất ảm đạm. Đế Thích Thiên này không thể giữ lại, chỉ có giết hắn ta mới có thể triệt để giải quyết nguy cơ đến từ thái cổ vị diện thế giới. Với thân phận là môn đồ của thiên đạo, việc này đã chú định hôm nay hắn ta chắc chắn phải chết. Càng huống hồ hắn còn xúc phạm Mộ Dung, kẻ này thế nhưng lại dám có ý đồ xấu với mẹ của các con tôi. Lúc này đây, hỗn độn thần lôi của Đế Thích Thiên đã bị huyền quan của tôi hóa giải hoàn toàn, mà bản thân hắn cũng không còn khả năng thi triển sức mạnh của Đại La Thiên được nữa. Tôi đâm trường kiếm của mình lên không trung, 33 tầng trời bị côn lôn tuyết chém rách từng tầng một, tới khi Đế Thích Thiên kịp phản ứng, dự định trốn khỏi nơi này, kiếm của tôi đã nhắm thẳng vào trán hắn ta. Sau lưng tôi, 33 tầng trời vỡ tan, thời không hỗn loạn vây quanh tôi và hắn. Tạ Lan, ta là môn đồ của Thiên Đạo, ngươi nếu giết ta, Thiên Đạo nhất định đích thân hủy diệt ngươi. Đế Thích Thiên không hề sợ hãi, nói, Thiên Đạo đã sớm muốn giết ta lâu rồi, nếu như ông ta thực sự có thể giết ta, việc gì phải đợi cho tới bây giờ. Tôi nói, chuyện này đương nhiên không giống nhau, lúc chưa bị nhân quả quấn thân, ông ta vốn dĩ không thèm đích thân ra tay giết ngươi, cái này cũng giống như chuyện ông ta bỏ qua cho Tạ Mạt Lăng khi xưa. Thế nhưng một khi ngươi ra tay với ta, vậy thì giữa ngươi và Thiên Đạo đã phát sinh nhân quả, sau này ông ta nhất định đích thân giết ngươi. Đế Thích Thiên, ngươi sai rồi, ta sai chỗ nào chứ? Mặc kệ có nhân quả hay không, Thiên Đạo đều sẽ giết ta, ông ta có thể bỏ qua cho Tạ Mạt Lãng chứ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta, bởi vì ta mới thực sự là đứa con của vận mệnh. Thiên Đạo vẫn luôn dung túng cho sự tồn tại của Ma Đạo Tổ Sư, một là bởi vì muốn lợi dụng trận tranh giành trên mệnh bàn để suy luận ra huyền cơ của vận mệnh, ngoài ra còn một lý do nữa, đó là bởi vì ông ta đã sớm phát giác Ma Đạo Tổ Sư không phải đứa con của vận mệnh, mệnh cách thất sát và sức mạnh vận mệnh của ngài ấy đều do trộm mà có. Nếu đã như vậy, Thiên Đạo chẳng có lý do gì để ra tay với Ma Đạo Tổ Sư. Thân là vị thần vĩ đại, ông ta cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Mà tôi thì không giống vậy, tôi là đứa con thực sự của vận mệnh, cũng là kẻ thù sinh tử cuối cùng của Thiên Đạo. Dung túng cho tôi sống sót nhảy nhót tới bây giờ là một trong những sai lầm lớn nhất của ông ta, một khi sức mạnh hồi phục, ông ta nhất định sẽ tới tìm tôi đầu tiên. Lời này vừa dứt, côn lôn tuyết trong tay tôi đã đâm vào trong huyền quan của Đế Thích Thiên. Huyền quan của Đế Thích Thiên cũng rộng lớn vô cùng, huyền quan có thể phóng thích thần uy của Đại La Thiên đương nhiên cũng không thể nào dễ dàng bị phá hủy. Thế nhưng kiếm khí của tôi giờ đây đã không còn giống như lúc trước. Năng lượng kiếm khí hỗn độn cuồn cuộn không ngừng dọc ngang tàn phá bên trong huyền quan, phát hủy sông núi nước non, tinh tú đất trời, cuối cùng gây ra một trận hỗn loạn thời không quét sạch toàn bộ thế giới huyền quan, biến nó thành một mảng hỗn độn. Chương 1272, Thuần Dương xuất kiếm. Không chỉ nhân gian có tình, thần ma cũng có tình, vì cớ gì mà Thiên Đạo lại vô tình. Thế nên Mộ Dung Nguyên Duệ mới hét lên câu đó, chiến tranh không kết thúc thì tai họa cũng không ngừng xảy ra, chúng ta rốt cuộc chiến đấu vì cái gì? Nhìn đại quân thần ma sinh tử không màng xung phong lao vào trận địa khiến tôi nhớ đến đệ tử ma đạo, tất cả đều đang chiến đấu để bảo vệ quê hương, tất cả đều vì tương lai có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp hơn. Mà với những binh sĩ đã chết thảm của thái cổ tiền dân mà nói, bọn họ cũng không phải không có quê hương của mình. Nếu có trách chỉ có thể trách bọn họ đã cam lòng làm chó săn cho Thiên Đạo, thế nhưng Thiên Đạo vốn cũng chẳng cho bọn họ cơ hội được lựa chọn. Mắt nhìn thấy cảnh chém giết ghê rợn khiến tôi phải kìm nén đến cùng cực, tôi không nhịn được lại nghĩ đến lập trường của vận mệnh. Nếu nói Thiên Đạo không phải người tốt thì vận mệnh cũng tuyệt đối chẳng phải kẻ lương thiện, bởi vì từ trước tới giờ chúng sinh chưa bao giờ nắm giữ vận mệnh của mình trong tay. Thái cổ tiền dân vì Thiên Đạo mà chiến đấu, nhưng lẽ nào thái cổ thần ma bên này đều không phải đang chiến đấu vì vận mệnh hay sao? Ngay cả tôi đứa con của vận mệnh này, chẳng phải ngay từ đầu đã bị vận mệnh bắt cóc lôi lên xe ngựa sao? Một bắt cóc lôi lên xe ngựa, chỉ hành vi cưỡng ép, bị bắt buộc phải hành động không theo ý của bản thân. Sự ép buộc của vận mệnh, sự áp bức của Thiên Đạo, đem tất thảy chúng sinh buộc lên trên cây cầu độc mộc. Địa ngục ở bên trái, mà địa ngục cũng nằm ở bên phải. Giữa trời đất này từ trước tới giờ chưa từng có thiên đường thực sự. Cũng có lẽ rất lâu ở vương quốc cổ xưa đã từng tồn tại một thiên đường, chỉ đáng tiếc nó đã sớm bị Thiên Đạo chôn vùi từ lâu. Nhắc tới chuyện này, trong lòng tôi bỗng nhớ tới câu nói kia của Ma Đạo Tổ Sư. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài. Có lẽ chúng sinh trong câu nói này của Ma Đạo Tổ Sư không chỉ bao gồm Thiên Đạo, mà còn có cả vận mệnh. Đáng tiếc một điều, dù cho tôi có nhìn thấu chân tướng của vận mệnh, cũng chỉ có thể tiếp tục chiến đấu vì ông ta. Bởi vì kẻ muốn diệt thế là Thiên Đạo, chứ không phải vận mệnh. Về phần cái danh đứa con vận mệnh này, tôi đã sớm nhìn thấy kết cục của mình trên người Phục Hy rồi. Nếu như tôi thất bại, chắc chắn sẽ bị vận mệnh bỏ rơi. Cuối cùng, ngọn lửa chiến tranh cũng lắng xuống. Trong số 3.000 vạn đại quân của thái cổ tiền dân, có thể trốn thoát vào vũ trụ hư không cũng chỉ có vài chục nghìn người, vô số chư thần đã tử thương trong cuộc chiến. Đế Thích Thiên, Thiên Tôn, Ác Ma Chi Chủ, Kim Cương. Những vị thần quyền năng nhất trong vị diện thế giới thái cổ tiền dân đều đã ngã xuống ở nơi này. Lúc này đây quân lực của Thái Cổ Tiền Dân đã hoàn toàn tan rã, muốn giấy binh cũng chẳng biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Mà Thái Cổ Thần Ma ở bên này cũng tổn thất vô cùng thê thảm. 600 vạn quân của Minh Giới đã biến thành tuyết bay theo gió, Thùy Hỏa một mình u ám rời đi. Ở thần giới, nữ thần phục thù chiến tử, thần ánh sáng chiến tử, hải thần chiến tử, thần mặt đất chiến tử, thần hoang dã chiến tử, thần xâm lâm chiến tử, 2.000 vạn quân thần thánh rốt cuộc chỉ còn lại có 500 vạn. Ma giới, 12 vị ma chủ mạnh nhất giờ đây cũng chỉ còn lại có 4 vị, mà Kim Hà cũng chỉ còn lại một sợi tàn hồn đang ở trong huyền quan của tôi. Đại quân ma giới 1.000 vạn, cuối cùng chỉ còn sót lại 200 vạn. Nếu không phải tôi đã đến ép buộc Đế Thích Thiên để rồi đảo ngược cục diện trận chiến, chỉ e Thái Cổ Tam giới toàn quân đều diệt. Thế nhưng cho dù tôi đã đến rồi, phải đối mặt với thương vong thảm hại kinh hoàng như thế này, một chút vinh quang của kẻ chiến thắng cũng chẳng hề cảm giác được. Trận chiến bên dưới kết thúc, thần ma bắt đầu chỉnh đốn chiến trường. Mộ Dung Nguyên Duệ ở phía dưới vẫy tay với tôi, sau lại chỉ tay về phía hậu phương của đại quân thần giới. Tôi hiểu ý của cô ấy muốn cùng tôi đi thăm các con. Tôi chậm chậm từ trên cao hạ xuống, nắm tay Mộ Dung cùng đi về phía hậu phương của đại quân thần giới. Trải qua một trận chiến đấu thảm khốc, thần niệm của Nguyên Duệ cũng đã khô cạn, chúng tôi phải nâng đỡ lẫn nhau mới có thể ổn định được cơ thể trong hư không, chống lại sự tấn công của thời không hỗn loạn. Trận chiến này đã khiến rất nhiều mảnh hư không sụp đổ, mặc dù ngọn lửa chiến tranh đã được dập tắt, thế nhưng thời không hỗn loạn nhất thời vẫn chưa thể ổn định lại. Tạ Lan, Kim Hà đang ở đâu? Nguyên Duệ hỏi. Kim Hà ở trong huyền quan của anh, tạm thời không việc gì. Vâng, vậy thì em an tâm rồi. Em còn đang đợi Kim Hà đặt tên cho tiểu U Huỳnh đó. Thùy Hỏa nói em đã sinh cho anh hai con khỉ nhỏ xấu xí, đợt lát nữa anh nhìn thấy rồi liệu có ghét bỏ hay không đó. Nguyên Duệ nói, làm sao có thể, em đừng quên lúc trước chúng ta còn tính sẽ sinh ra hai con thú nhỏ đó. Thế nhưng Trúc Chiêu bị Thùy Hỏa đem đi mất rồi, chỉ là em thấy đây là một chuyện tốt. Cô ấy đã cô đơn quá rồi, hy vọng Trúc Chiêu sẽ cho cô ấy cảm giác được gửi gắm. Cảm ơn em, Nguyên Duệ. Hai chúng tôi vừa đi vừa nói, đúng lúc vừa định tiến vào doanh trại trong hậu phương của đại quân, bỗng nhiên một đạo kiếm quang chói mắt từ trên trời cao chiếu xuống. Ngay sau đó, màn đêm liền buông xuống, nuốt chừng tất thảy ánh sáng. Kiếm khởi vĩnh dạ, đây chính là kiếm của Lữ Thuần Dương. Ban đầu tôi còn tưởng kiếm này là vì tôi mà tới, cho đến khi kiếm ý khóa chặt lấy căn lều ở cách đó không xa. Không hay rồi, kiếm của Lữ Thuần Dương là vì U Huỳnh mà tới. Nguyên Duệ sợ hãi hô lên một tiếng, tôi mới nhớ đến tầm quan trọng của U Huỳnh, Trúc Chiêu với Thiên Đạo. Thế nhưng điều khiến tôi thấy khó hiểu là, Thiên Đạo lẽ ra phải bắt cóc hai đứa nó mới đúng, vì sao giờ lại xuất kiếm giết người như vậy? Sát ý trong kiếm này cực kỳ tinh thuần, rõ ràng không có ý định chừa lại đường sống. Thần niệm của tôi đã khô kiệt đến độ không có cách nào tới ngăn cản, mà Nguyên Duệ cũng vậy, phù thê chúng tôi dù cho trái tim đang đau đớn như đứt từng mảnh nhỏ cũng chỉ có thể nắm chặt tay nhau. Ngay lúc hai kẻ chúng tôi sắp sửa phát điên, một đạo kiếm khí chọc trời bùng nổ từ trong căn lều, Thuần Quân đã xuất kiếm rồi. Chương 1273, cái chết của Thuần Dương 1. So với lần ở thần giới, thì kiếm khí của Thuần Quân đã tiến bộ hơn nhiều rồi. Sau khi nuốt chửng linh cảm tà ác của La Hầu, Thuần Quân có được sức mạnh bổn nguyên vừa chính vừa tà. Việc đúc luyện bổn nguyên chi kiếm đã giúp kiếm thể của Thuần Quân trở nên thuần khiết hơn, nhưng đáng tiếc cô ấy không thể chọn thái sơ hay hỗn độn, nói cách khác, dù giành được cơ duyên hiếm có, thì cũng mãi mãi không thể thay đổi được sự thật cô ấy chỉ là một thanh kiếm. Kiếm, chung quy vẫn chỉ là một vật chết, dù một thanh kiếm lợi hại cách mấy, cũng không bao giờ đủ sức đánh bại được người cầm nó. Cái gọi là phản phệ thần binh, chẳng qua chỉ vì năng lực yếu kém thôi, một kiếm khách kiệt xuất tuyệt nhiên sẽ không bao giờ tự làm bị thương chính mình. Đối mặt với sát khí kinh thiên động địa trên trời giáng xuống, Thuần Quân biến thành một thanh kiếm khổng lồ bay thẳng lên cao, hòng chặn đứng đòn tấn công của Lữ Thuần Dương, ngăn ông ta làm hại U Huỳnh. Tuy nhiên, ngay lúc hai thanh kiếm sắp chạm va chạm, thân kiếm của Lữ Thuần Dương đột nhiên đảo ngược hướng đi, sau đó từ phía bên trong của thân kiếm bỗng bộc phát ra kiếm ý hỗn độn vô tận. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ Lữ Thuần Dương chỉ mang mỗi kiếm ý thái sơ, bởi vì tôi chỉ thấy mỗi kiếm chỉ vĩnh dạ, nhưng quên mất kiếm có hai mặt, kiếm chỉ vĩnh dạ là sức mạnh nằm trong một mặt của kiếm thể Lữ Thuần Dương, mà thứ ông ta che giấu chính là kiếm ý hỗn độn luôn đi kèm bên cạnh nó. Nếu như Lữ Thuần Dương chỉ sử dụng mỗi kiếm ý thái sơ, thì cho dù Thuần Quân không đủ sức đấu một trận sống còn với ông ta, nhưng vẫn có thể đánh trọng thương kiếm thể của ông ta. Nhưng bây giờ, hai loại kiếm ý thái sơ và hỗn độn đồng loạt tấn công từ hai hướng, chúng giống như một cái bao kiếm, khóa chặt lấy Thuần Quân. Thanh kiếm của Thuần Quân bị ông ta thẳng tay nhét vào bao kiếm, không chỉ không thể phát huy sức mạnh của mình, mà còn bị người khác hạn chế mọi hành động của mình. Sau khi Lữ Thuần Dương đảo ngược thanh kiếm và bộc phát kiếm ý hỗn loạn, Thuần Quân lập tức nhận ra mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng, nhưng rất tiếc đã quá muộn rồi. Cô ấy đã dốc hết toàn lực vào nhát kiếm này, chỉ để kéo Lữ Thuần Dương chết chung. Nhưng ai có thể ngờ, kiếm vừa rút ra đã rơi vào bẫy của Lục Thuần Dương, kiếm bị tra vào vỏ, mãi mãi bị giam trong lồng sắt, không thể thoát ra được nữa. Ở trên không, Thuần Quân vẫn đang vùng vẫy cố gắng nghĩ cách thoát khỏi bao kiếm, nhưng kiếm thể của Lữ Thuần Dương đã chia làm hai, một bên hỗn loạn, một bên thái sơ, trói buộc chặt cô ấy, khiến cô ấy không cách nào trốn thoát được. Không chỉ vậy, hai kiếm ý thái sơ và hỗn độn dường như muốn thâm nhập vào linh thức của cô ấy. Lỡ như linh thức bị tiêu diệt, Thuần Quân sẽ thật sự bị biến thành một thanh kiếm độc nhất vô nhị trong thiên hạ, bổn nguyên chi kiếm. Tạ Lan, hai chúng ta đoán sai hết rồi. Ngay từ đầu, Lữ Thuần Dương không phải đến đây để giết U Huỳnh, mà là vì muốn lấy mạng Thuần Quân. Nguyên Duệ nói, đúng vậy, sau khi Lữ Thuần Dương mất đi kiếm cách, ông ta cũng không thể trở kiếm của thiên đạo nữa, mà bị biến thành bao kiếm. Cái thiên đạo muốn chính là bổn nguyên chi kiếm, Thuần Quân mới là kiếm mà thiên đạo muốn. Lữ Thuần Dương tuy sinh ra vì kiếm, nhưng ông ta không có tư cách trở thành kiếm của thiên đạo, cũng không thể đồng thời sử dụng hai kiếm ý thái sơ và hỗn độn. Nhưng Thuần Quân thì khác, Thuần Quân là bổn nguyên chi kiếm, sau khi linh thức bị tiêu diệt, cô ấy có thể kế thừa bất kỳ kiếm ý nào cũng được. Nếu thiên đạo thành công đoạt Thuần Quân về tay mình, thì chắc chắn sức chiến đấu của hắn chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Thuần Quân bị biến thành kiếm của thiên đạo. Tôi nói, em biết, nhưng bây giờ chúng ta đã không thể nhuốm tay vào nữa. Nguyên Duệ nói. Vẫn còn cách, em đừng quên, anh cũng có thể sử dụng sức mạnh vận mệnh. Sức mạnh vận mệnh của anh đã bị hao hụt quá nhiều rồi, nếu còn tiếp tục sử dụng, thì làm sao anh đủ sức đánh với thiên đạo? Nguyên Duệ lo lắng nói, có một vĩ nhân từng nói, vạn năm quá dài phải nắm bắt thời cơ. Chuyện sau này, cứ để sau này tính đi. Nói tóm lại, anh sẽ không trơ mắt nhìn Thuần Quân chết đâu. Anh không thể nắm chắc được vận mệnh của chính mình, nhưng sức mạnh của vận mệnh đang nằm trong tay anh, tức là anh có tư cách sử dụng nó. Nếu như anh làm như vậy, em lo sau này vận mệnh bỏ rơi anh mất. Ít ra bây giờ vận mệnh sẽ không làm vậy, vì nó cần anh giúp nó chiến đấu với thiên đạo. Tôi có thể để yên cho thiên đạo mang U Huỳnh đi, bởi vì tôi biết thiên đạo sẽ không bao giờ tổn hại con bé. Hơn nữa, Trúc Chiêu cũng không có ở đây, dù thiên đạo giành được U Huỳnh, cũng không thể giúp hắn thức tỉnh sức mạnh của đại thần. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ trơ mắt nhìn thiên đạo chinh phục Thuần Quân đâu. Tôi là một người tu luyện kiếm đạo, tôi biết rõ mức độ đáng sợ của Thuần Quân khi trở thành kiếm của thiên đạo. Chương 1274, cái chết của Thuần Dương 2. Nghĩ đến đây, tôi không còn do dự nữa, lập tức sử dụng sức mạnh vận mệnh để đảo ngược thời gian và không gian, thần niệm và sinh cơ của tôi đã được khôi phục hoàn toàn. Sau đó, tôi dùng quỷ kiếm phi thẳng tới chỗ Thuần Quân, tốc độ phi hành của quỷ kiếm nhanh như tia chớp, ngay lúc tôi đưa tay ra nắm lấy chuôi kiếm của Thuần Quân, đột nhiên tôi bị luồng sức ép giáng xuống người. Sức ép đè nặng lên người tôi, ngăn không cho tôi bắt được đuôi kiếm Thuần Quân. Tôi gắng sức vận dụng toàn bộ sức mạnh của chiến thể bất diệt, đồng thời đốt cháy chiến hồn của mình, tôi nghiến răng đâm đầu về phía trước, mỗi bước tôi đi đều bị lực ép đẩy lùi xuống, giống như đang bị hàng ngàn ngọn núi đè nặng lên người. Nhưng tôi biết, mình tuyệt đối không được bỏ cuộc, tôi bắt buộc phải giành Thuần Quân về tay mình. Lúc này, mọi phản kháng vùng vẫy của Thuần Quân cũng dần dần yếu đi, không bao lâu nữa linh thức của cô ấy sẽ hoàn toàn bị xóa sạch, đến lúc đó cô ấy nằm ngoài tầm khống chế của tôi nữa. 5 thước, 3 thước, 1 thước, thấy tay tôi sắp chạm vào chuôi kiếm của Thuần Quân, sức mạnh hư không đột nhiên bộc phát, một bàn tay to lớn lao ra trên cao, rồi nắm chặt lấy chuôi kiếm của Thuần Quân. Tôi nhận ra bàn tay này, đó là bàn tay của thiên đạo. Năm đó, chính đôi tay này đã giết chết Lưu Phong Thiên Tôn. Hôm nay, bàn tay của thiên đạo lại xuất hiện một lần nữa, tuy nhỏ hơn rất nhiều nhưng vẫn mang theo sức mạnh hủy diệt trấn áp mọi thứ. Nhìn thấy bàn tay của thiên đạo, sống lưng của tôi bất chợt lạnh đi, bây giờ tôi vẫn chưa đủ sức đối đầu trực diện với hắn ta. Hắn ta ra tay, thì tôi chỉ nước rút lui. Tôi cầu xin vận mệnh giúp đỡ, nhưng vận mệnh lại làm như không nghe thấy, quay mặt làm ngơ. Lúc này tôi chợt nhớ đến ngày hôm đó, tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ đang tìm cách phi hành rời khỏi hư không, bất thình lình thiên đạo định trừ khử tôi, nhưng vận mệnh kịp thời ra tay ngăn chặn, dùng một tử tinh nổ tung bàn tay của thiên đạo. Bây giờ, thiên đạo muốn chiếm đoạt Thuần Quân, vận mệnh chắc chắn sẽ không ra tay cứu Thuần Quân rồi, nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc dùng mạng sống của mình để đánh cược một ván. Sau khi hạ quyết tâm, tôi bay thẳng về phía lòng bàn tay của thiên đạo. Muốn cầm lấy chuôi kiếm, thì hắn phải nghiền nát tôi thành cám trước đã. Vừa rơi vào lòng bàn tay của thiên đạo, ngay lập tức tôi mất đi thần hồn, như thể mạng sống không còn thuộc về mình nữa. Cảm giác này giống như một người chết đuối bơ vơ giữa biển khơi, bất lực và tuyệt vọng. May mắn thay, tôi lại thắng cược. Đúng như dự đoán, bây giờ vận mệnh quyết không thể bỏ mặc tôi, cảm giác ngột ngạt và tuyệt vọng nhanh chóng biến mất khỏi, rồi tôi bỗng nghe thấy tiếng gầm gừ đầy giận dữ của thiên đạo truyền đến từ hư không xa xôi. Vận mệnh đã gỡ bỏ bàn tay đó ra khỏi người tôi, rồi trực tiếp đập nát nó. Dù thắng cược, nhưng tôi lại nghe tiếng thở dài vang vẳng trong lòng mình, tiếng thở dài của vận mệnh. Vận mệnh vô cùng thất vọng trước hành vi ngang ngược, không màng đến hậu quả của tôi. Thật không may, bây giờ nó đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu tôi trở thành phục hy thứ hai, tương đương với việc nó buộc phải đầu hàng thiên đạo. Bàn tay của thiên đạo đã bị đánh gãy, cơ thể tôi dần dần cử động được, sau đó tôi dùng hai tay nắm chặt chuôi kiếm của Thuần Quân, gắng hết sức bình sinh rút nó ra khỏi bao kiếm. Thuần Quân đã được rút ra khỏi vỏ, hai kiếm ý thái sơ và hỗn độn đánh mất mục tiêu, buộc phải triệt tiêu lẫn nhau, ngay lập tức gây ra một cơn bão hủy diệt khốc liệt giữa không trung. Tôi ôm lấy Thuần Quân, nhanh chóng xoay người chạy trốn khỏi tâm bão hủy diệt, sau khi trốn thoát thành công, bất thình lình tôi nghe thấy Lữ Thuần Dương gào thét thảm khốc, tiếng la hét ai oán vang vọng giữa nền trời. Một kiếm tiên oai phong lẫm liệt ngày nào, mà lại sẵn sàng thoái hóa biến thành công cụ hèn kém trong tay thiên đạo, mất đi nhân phẩm của một con người, cuối cùng không được thiên đạo ban cho bất cứ lợi ích nào, thay vào đó còn rơi vào kết cục tan xương nát thịt, thần hồn tiêu tán. Chương 1275, Tạ Mạt, Tạ Lăng 1. Cái chết của Đế Thích Thiên đã đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến thần ma. Trong trận chiến này, Thái Cổ Tam Giới đều hứng chịu thương vong nặng nề, và tất nhiên thiên đạo cũng phải trả giá đắt không kém, quân đội của tổ tiên cổ xưa gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, đội quân Thái Cổ Tiên Dân không phải là lực lượng chủ chốt của thiên đạo, quân chủ lực của thiên đạo, khiển quân tứ linh thần thú vẫn chưa có bất kỳ động thái tấn công nào. Màn kết thúc chóng vánh của trận chiến thần ma, càng khẳng định thiên đạo xem nhân gian mới là cuộc chiến quan trọng nhất. Tôi lặn lội đến đây vì U Huỳnh và Trúc Chiêu, nhưng tôi lại không biết thật chất thiên đạo không hề có ý muốn cướp hai đứa nhỏ đi, điều này làm tôi nghĩ mãi không ra đáp án. Sau một hồi bàn bạc với Nguyên Duệ, tôi kết luận sở dĩ thiên đạo không thèm ngó ngàng đến U Huỳnh và Trúc Chiêu, là vì sự tồn tại của hai đứa nhỏ bị xung đột với tứ linh thần thú, nên hai bên không thể cùng tồn tại. Có phải U Huỳnh và Trúc Chiêu không sánh bằng tứ linh thần thú không? Tôi hỏi, hai con thánh thú có cơ thể hoàn chỉnh chắc chắn phải mạnh hơn tứ linh thần thú, nhưng thiên đạo không chắc mình đủ sức đoạt hết toàn bộ sức mạnh của U Huỳnh và Trúc Chiêu, cũng không có đủ cơ duyên để nuôi dưỡng hai đứa nó trưởng thành, vì vậy thiên đạo đã chọn tứ linh thần thú, từ bỏ hai đứa nó. Tuy nhiên, đây chỉ do thiên đạo cân đo đong đếm cái lợi cái hại trước mắt thôi. Khi nào U Huỳnh và Trúc Chiêu lớn lên, thiên đạo vẫn sẽ nhắm tới hai đứa nhỏ đấy. Nguyên Duệ nói, may là Thùy Hỏa đã bế Trúc Chiêu đi rồi, giờ chỉ còn mình U Huỳnh, dù thiên đạo có bắt con bé đi, cũng không làm được gì hết. Vừa dứt lời, Nguyên Duệ liền trừng mắt nhìn tôi. Tạ Lan, sao trước đây em không biết anh là người tàn nhẫn lạnh lùng đến vậy chứ? Sao vậy? Cứ mở miệng ra là hai con thánh thú, anh đừng quên là chỉ có linh hồn của hai đứa nhỏ mang ấn ký túc mệnh của hai con thánh thú. Nhưng thực chất, hai đứa nhỏ là con ruột của chúng ta. Sự cáu kỉnh của Nguyên Duệ khiến tôi đỏ mặt xấu hổ. Với tư cách là đứa con của vận mệnh và ma đạo tổ, tôi chủ yếu chỉ nghĩ cho chúng sinh tam giới, đôi khi tôi còn đánh cược cả mạng sống của mình. Cảm xúc đã bị đè nén sâu trong lòng, thậm chí tôi còn đánh mất chính mình, lòng càng ngày càng lạnh. Nếu là trước đây, nếu tôi biết chuyện ký ức của Thùy Hỏa không hề quên đi mình, thì tôi nhất định sẽ chạy ngay đến chỗ cô ấy hỏi cho ra nhẽ, nhưng bây giờ tôi chỉ bình tĩnh chấp nhận. Trước đây, tôi như ngọn lửa ấm nóng, nhưng bây giờ đến sức nặng của cờ chiêu hồn, cũng giống như chuyện cơm bữa thường ngày với tôi. Tôi đã tận mắt chứng kiến quá nhiều sự sống và cái chết, quá nhiều cuộc chia ly, buộc tôi phải tập làm quen với việc chấp nhận, làm quen với việc chịu đựng nỗi đau. Không ai trời sinh ra đã thờ ơ lạnh lùng, nhưng đôi lúc cái thờ ơ hờ hững đó chỉ là sự bất lực mà thôi. Trước đây, đối với tôi, thiên đạo chính là giấc mơ không thể với tới, nhưng giờ đây tôi phải đối đầu trực diện với thiên đạo. Ảo tưởng giống như một giấc mơ, và con người cũng chìm đắm trong mộng đẹp ấy. Tôi cũng không nhớ anh trai tôi đã mất vào năm nào, tôi không còn về thăm gia đình nữa, không biết tôi đã bao nhiêu năm không về thăm mộ bố mẹ. Đôi khi tôi thực sự hy vọng tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ, khi ngủ dậy, tôi lại tiếp tục lo cho cuộc sống của mình, dù không phải lúc nào cũng có thể kiếm đủ tiền lộ phí về nhà, nhưng ít ra tôi vẫn có thể mua được thuốc lá rẻ tiền bên lề đường. Tuy nhiên, trong giấc mơ này tôi đã trải qua nhiều niềm vui và nỗi buồn. Bắt đầu từ Lưu Phong Thiên Tôn, Thất Thải Minh Vương, Tiếu Ca Thiên Tôn, Bạch Hà Sầu, Phong Lăng Nguyệt, Lưu Phong Vũ. Tôi đã gặp gỡ rất nhiều người, họ đều là những người xứng đáng được khắc ghi mãi mãi trong tim, những hy sinh mà họ đã cống hiến cho ma đạo, không thể chỉ dùng một câu đệ tử ma đạo vạn kiếp thiên hồng để diễn tả được. Tôi không muốn tỉnh giấc chính là vì họ, chưa kể đến tình yêu thắm thiết mà tôi được nếm trải trong giấc mơ. Nhiều năm về trước, tôi từng đọc câu trong sách, anh hùng, chúc ngài có được một tình yêu vĩnh hằng mãi mãi không bao giờ hối hận, lúc đó tôi nghĩ đây chính là lời chúc tốt đẹp nhất trên trần đời. Vương đồ bá nghiệp chưa bao giờ là điều mà tôi muốn, khí thế anh hùng chúng sinh bình đẳng tôi cũng không bằng ai. Tất cả những gì tôi muốn là sự dịu dàng ấm áp của nhân gian, mà bây giờ, khi đối diện với cơn giận dữ của Nguyên Duệ, tôi bất chợt nhận ra mình không còn là một người tốt bụng và ngây thơ, muốn theo đuổi ước mơ, khao khát tình yêu cháy bỏng nữa. Chương 1276, Tạ Mạt, Tạ Lăng 2. Trong lều, U Huỳnh vẫn đang ngủ say, nhìn đôi má non nớt của con bé, tôi không nỡ dùng đôi bàn tay đã dính quá nhiều máu để chạm vào hai má mềm mại của nó. Khuôn mặt dễ thương bé bỏng, lông mày hơi nhíu lại. Nguyên Duệ nói con bé là một phôi mỹ nhân, nhưng tôi lại hy vọng gì con bé chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Tạ Lan, em đã nghĩ ra một cái tên thích hợp để đặt cho con gái anh rồi. Giọng của Kim Hà truyền từ huyền quan ra, là gì vậy, Tạ Mạt? Ngay khi Kim Hà vừa đọc tên con bé, hai âm thanh lớn và xa xăm phát cờ chiêu hồn, không phải một mà là hai. Ma đạo thánh nữ Tạ Mạt, chính thức kế thừa huyết thống của ma đạo tổ sư Tạ Lan. Ma đạo thánh nữ Tạ Lăng, chính thức kế thừa huyết mạch của ma đạo tổ sư Tạ Lan. Không ngờ lúc Kim Hà chọn tên cho U Huỳnh, cũng là lúc Thùy Hỏa đặt tên cho Trúc Chiêu. Như thể đã sớm thỏa thuận từ lâu, hai người còn vừa hay nghĩ ra cùng lúc. Ma đạo tổ sư tên là Tạ Mạt Lăng, hai đứa con của tôi tình cờ được thừa hưởng một chữ trong tên của ông ấy, Tạ Mạt và Tạ Lăng. Nguyên Duệ và tôi đều vui mừng khôn xiết, chúng tôi không kìm nén được cảm xúc, ôm chầm lấy nhau, cùng chia sẻ điều hạnh phúc này. Đạo tổ đã đi rồi, ý chí cuối cùng nằm trong cờ chiêu hồn cũng đã tiêu tan. Dùng cách lấy tên của ông ấy để đặt tên cho con mình, chính là cách tưởng nhớ ông ấy tốt nhất mà tôi có thể làm. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, đây chính là vinh quang mà một tuyệt thế anh hùng nên có. Sau khi đoàn tụ với mẹ con Nguyên Duệ, tôi theo Ngạo Phong đến Thái Cổ Ma Giới, mượn tế đàn huyễn ma để gom góp thần hồn của Kim Hà. Ngạo Phong cung cấp một luồng ma lực ổn định để Kim Hà hấp thụ, mà huyễn ma cũng cố gắng hết sức góp nhặt ma ý để giúp ma chủ của mình trở về. Thần hồn và ma thể của Kim Hà gần như được bồi đắp cùng một lúc, chỉ vì cô ấy đã chết một lần, vẫn phải mất một khoảng thời gian dài để khôi phục sức mạnh của cô ấy như ban đầu. Vừa đúng lúc, giúp cô ấy có thời gian điều chỉnh là quân đội ma giới. Trận chiến giữa thần ma chỉ là tạm thời kết thúc, chỉ cần thiên đạo còn tồn tại, thì thái cổ thần ma chỉ còn nước chiến đấu một trận sống còn với hắn ta. Tuy nhiên, chiến trường tiếp theo không còn nằm ở hư không vũ trụ, mà là ở nhân gian mới là cuộc chiến tổng lực chống lại thiên đạo. Kim Hà đang tập hợp quân đội ở ma giới, Nguyên Duệ đã quay trở lại thần giới để chiêu mộ một đội quân khác, tôi cũng cần phải quay lại nhân gian càng sớm càng tốt. Thiên đạo đã trở về với hư không vũ trụ, thời gian dành cho nhân gian không còn nhiều nữa. Nhiệm vụ quan trọng bảo vệ U Huỳnh vẫn được giao cho Thuần Quân, lần này Thuần Quân may mắn sống sót tai qua nạn khỏi, ngược lại còn biến nó thành một cơ duyên hiếm có. Hai kiếm ý của Thái Sơ và Hỗn Độn đồng thời du nhập vào người cô ấy, cho phép cô ấy có cơ hội đột phá những hạn chế trước giờ của kiếm thể, chạm tay vào bí mật cốt lõi hai kiếm ý. Bây giờ Thuần Quân luôn luôn đắm mình trong vốn kiến thức vô vàng về kiếm đạo, sức chiến đấu của cô ấy đang ngày càng được cải thiện hơn. Khi tạm biệt cô ấy, Thuần Quân hớn hở kể với điều đó. Đạo tổ, trước kia tôi chỉ biết kiếm đạo không có giới hạn, nhưng hiện tại tôi đã biết, kiếm cũng không có điểm dừng. Chính câu này của cô ấy càng khiến tôi yên tâm khi giao U Huỳnh cho cô ấy bảo vệ. Quá trình tu luyện kiếm đạo của Thuần Quân đã chính thức bắt đầu, nhưng thành quả kiếm đạo của cô ấy trong tương lai sẽ còn vượt xa cả tôi. Trước khi rời đi, tôi hướng mắt nhìn về Thái Cổ Minh giới xa xăm. Cả hai chỗ Thái Cổ Thần giới và Thái Cổ Ma giới đều tràn đầy sức sống, dù thương vong có nặng nề đến đâu, thì nỗi đau cũng sẽ nguôi ngoai, vì mọi người còn hy vọng. Chỉ có Thái Cổ Minh giới vẫn luôn đắm chìm trong chết chóc máu tanh, bởi vì người bảo vệ Thái Cổ Minh giới đã không còn ở đó. Tôi không biết Thùy Hỏa đã đi đâu, nhưng tôi biết chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chương 1277, Đại hội Đạo Môn 1. Nhân gian sớm bị bao phủ bởi mây mù, ngày nay mọi thảm họa đã bắt đầu đổ bộ xuống nhân gian. Mặc dù không khí bên ngoài vẫn giữ được vẻ yên bình tĩnh lặng, nhưng những loài sinh vật trời sinh nhạy bén đã cảm nhận được nguy cơ hủy diệt rình rập xung quanh. Xương của các loài thủy quái trôi dạt ở khắp vùng biển, những con cá voi khổng lồ bơi vào bờ tự sát. Mấy con thú hung dữ ở núi Lưu Ba Chu lên suốt ngày suốt đêm, những oán linh ẩn nấp dưới đáy biển Bắc kêu gào thảm khốc. Đây là những gì xảy ra ở Quy Khư, mà ở nhân gian cũng có những dấu hiệu tương tự. Đang là mùa đông lạnh lẽo, đáng lẽ là mùa ngủ đông của loài rắn, tuy nhiên, việc nhìn thấy đàn rắn chết phóng trong tuyết lại không phải là chuyện hiếm. Trong sông hồ, cá hoảng loạn nhảy lên khỏi mặt nước, ngư dân ai ai cũng thu được mẻ lớn. Sâu trong mấy ngọn núi cao, chim muông đều hoảng sợ. Thú vật rên rỉ nỉ non, chim chóc không dám bay về tổ. Dưới gốc cây thường được tìm thấy hàng trăm trứng chim vỡ, tổ trên cây đã bị lật tung. Sa mạc Tây Cương đổ mưa liên tục, tuyết rơi dày đặc. Hai cực bị đảo ngược, các mùa xáo trộn, ngay cả Thập Vạn Đại Sơn vốn đã yên tĩnh bấy lâu, nay lại bùng phát tà khí dữ dội, như thể có một con ma thú đáng sợ sắp ngoi lên từ dưới lòng đất. Mấy ma thú này đã không còn chịu sự kiểm soát của Vạn Ma Điện nữa, bởi vì chúng ngoi lên từ dưới lòng đất, sinh ra từ không khí bị ô uế trong suốt hàng ngàn năm dưới núi Thập Vạn Đại Sơn. Đạo quán, chùa chiền ở nhân gian lại lần nữa hương khói hưng thịnh, nhưng đáng tiếc, các vị thần đã không còn đủ sức bảo vệ con dân nữa, vì giờ đến bản thân họ cũng khó bảo toàn tính mạng. MT, sông Vong Xuyên. Trong sông Vong Xuyên có hàng ngàn hàng vạn vong hồn oán hận, khí lạnh bao trùm khắp nơi. Trước giờ, dù dòng sông có lạnh thấu xương cách mấy, cũng chưa bao giờ có một vong hồn oán linh nào nhảy lên khỏi nước, bọn chúng không thể cũng không dám. Tuy nhiên, bây giờ dù đã phái vô số âm binh canh gác ở hai bờ sông Vong Xuyên, cũng không thể ngăn cản đám oán hồn chạy thoát khỏi dòng sông. Nước sông đã không còn lạnh lẽo như trước, mà nó dường như đang sôi sùng sục. Cuối cùng, Nữ Đế đích thân ra lệnh cho Địa Tàng Vương Thiên Tôn hiến tế 18 bia trấn hồn của 18 tầng địa ngục, mới giúp sông Vong Xuyên yên ổn trở lại. Mặc dù, quỷ mẫu trong huyết hải phù đồ đã bị Nữ Đế chặt đầu, nhưng lần này biển máu đã khô cạn trong huyết hải phù đồ lại tràn ra, vùng đất tà ác lại tiếp tục sinh ra cặn bã. Cái ác không bao giờ có thể tiêu diệt được, huống hồ đây lại là cái ác do chính Thiên Đạo tạo ra. Từ khi Thiên Đạo trở về hư không, Châu Khuất hoàn toàn mất phương hướng. Ông ta vừa muốn tiếp tục phụng sự cho Thiên Đạo, nhưng mặt khác, ông ta thực sự cảm nhận được quyết tâm hủy diệt nhân gian của Thiên Đạo. Nếu ông ta tiếp tục đứng về phía Thiên Đạo, ngay sau khi MT bị tiêu diệt, thì ông ta còn chỗ nào để đi nữa đây? Từ đầu đến cuối, cái mà ông ta muốn chiếm được, chính là quyền lực của Bắc M Đại Đế, nhưng nếu MT không còn tồn tại, làm gì còn Bắc M Đại Đế cơ chứ? Trong khoảng thời gian này, Nữ Đế không hề tìm người liên lạc với Châu Khuất, thậm chí đến việc ra lệnh cho Địa Tàng Vương Thiên Tôn hiến tế bia trấn hồn, còn cố tình không thèm thông qua Châu Khuất. Nữ Đế vốn dĩ là quân chủ của cửu UMT, bà ấy có toàn quyền quyết định chuyện này. Đương nhiên, Châu Khuất cũng có quyền can thiệp, ngũ phương quỷ địa ngục tân nhiệm là do chính tay Châu Khuất đào tạo ra, tứ đại minh vương cũng là người phe Châu Khuất, toàn bộ quân lực của MT vẫn nằm trong tay Châu Khuất. Nhưng Châu Khuất vẫn giữ im lặng. Nữ Đế bệ hạ, chúng ta có nên đi bàn bạc với Châu Khuất không không? Mạnh bà Thiên Tôn nói, hoa bỉ ngạn đã nở rồi, hoa nở thì không có lá, lá ra thì không có hoa. Nhưng bây giờ hoa bỉ ngạn vừa có lá vừa có hoa. Nữ Đế bỗng nhiên vu vơ nói một câu, Nữ Đế là có ý gì à? Chương 1278, Đại hội Đạo Môn 2. Hoa bỉ ngạn đại diện cho khí số của MT. Một khi hoa và lá gặp nhau, có nghĩa là khí của M4 đã tận rồi. Nếu Châu Khuất vẫn còn tham vọng ngôi vị Bắc M Đại Đế, thì đương nhiên ông ta phải biết mình nên làm gì. Hiện tại tam giới đang dốc sức chuẩn bị chiến tranh, tôi lo nếu Châu Khuất cứ mãi do dự không quyết định được, sẽ ảnh hưởng tới cuộc chiến chống lại Thiên Đạo. Mạnh bà Thiên Tôn nói, ông ta sẽ không chần chừ thêm nữa đâu, nếu ta không lầm, Tạ Lưu Vân và Đắc Kiều đã đến Quy Khư rồi. Nếu trước khi tam đạo thống nhất mà Châu Khuất còn do dự, thì cô sẽ chính tay xử tử ông ta. Tôi hiểu rồi, đạo môn đang họp ở Quy Khư, bà lấy danh nghĩa của ta, cũng có thể đến tham dự. Dạ, thiên đình, cũng đã xuất hiện những dị tượng báo hiệu nguy cơ diệt thế. Cửu tinh bắt đầu đều biến mất, sao tử vi mờ mờ ảo ảo. Sự cân bằng của 28 chòm sao đã bị lung lay, nổ ra xung đột giữa thiên cương và bắt đầu. Sức mạnh của thần tiêu cửu thần, thái M thái bạch, ngũ đầu tinh quân bị hạn chế, sinh tử đảo ngược, âm dương mất cân bằng. Các vì tinh tú trên bầu trời rơi vào hỗn loạn, hơi thở ở tứ hải thần long tràn ra, mất đi sợi dây liên kết với hiện tượng tự nhiên. Chư thần hoàng hôn là vùng đất tai họa của thiên đình, vốn nhờ Tử Thanh Song kiếm triệu hồi thượng cổ chi thần, giúp trấn áp oán khí, nhưng bây giờ lại vô duyên vô cớ xuất hiện luồng không khí tà ác thâm nhập vào châu thiên tinh đầu, rõ ràng đây lại là chiêu trò độc ác của thiên đạo. Huyết hải phù đồ, thập vạn đại sơn, chư thần hoàng hôn. Vùng đất mang theo tai họa vốn nhờ kết thúc nhân quả mới có được những ngày tháng yên ổn hiếm hoi, nhưng giờ đây lại bị thiên đạo xảo trá ác độc giáng tai ương xuống lần nữa. Sở dĩ tai họa vẫn còn xuất hiện ở ba nơi này, bởi vì nỗi sợ hãi của chúng sinh tam giới đều dồn hết về ba nơi này, mà thủ đoạn mà thiên đạo hay dùng nhất chính là lợi dụng nỗi sợ hãi của chúng sinh. Ngay khi hỗn loạn nổ ra ở ba nơi này, chúng sinh trong tam giới sẽ hết sức đề cao cảnh giác. Lợi dụng tình thế đó, Thiên đạo có thể ung dung điều chỉnh quân đội, tạo cơ hội tốt nhất cho khiển quân tứ linh thần thú xuất binh tấn công. Quy Khư, núi Bất Chu. Vì để chuẩn bị cho đại hội đạo môn này, Khương Tuyết Dương đã đặc biệt ra lệnh cho cấp dưới xây dựng một tòa vô danh cung trên đỉnh núi Bất Chu. Cung vô danh được xây tại chỗ Ma Đạo Tổ Sư đời trước, Tạ Mạt Lăng pháp truyền lục đạo. Tôi không đủ tư cách triệu tập người của hai đạo nhân tiên đến thảo luận về việc thống nhất đạo môn, nhưng Ma Đạo Tổ Sư đời trước lại có tư cách này. Dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cao cao tại thượng, hay đạo đức Thiên Tôn mưu mô quỷ quyệt, thì họ đều một lòng kính trọng Ma Đạo Tổ Sư. Khi đạo tàng nhắc tới ông ấy, chỉ dùng vỏn vẹn một câu, trước kia còn từng có, và sau này cũng không ai sánh bằng. Cho nên, đại hội thống nhất đạo môn chỉ có thể tổ chức ở cung vô danh. Quảng trường phía trước cung vô danh, có cho dựng 3 bức tượng cao chót vót, đó là Ngọc Hoàng, người sáng lập tiên đạo, đạo đức Thiên Tôn, người sáng lập ra nhân đạo, và Tạ Mạt Lăng, người sáng lập ra ma đạo. Ngọc Hoàng ở giữa, đạo đức Thiên Tôn ở bên trái, Ma Đạo Tổ Sư ở bên phải. Phía trước 3 bức tượng là một tấm bia đá có khắc 3 lời dạy. Tôn ti trật tự, vô vi mà trị, chúng sinh bình đẳng. Trong cung vô danh, có 7 người đến từ nhân đạo, đó là Tạ Lưu Vân, Trương Đạo Lăng và Ngũ Nhạc Đại Đế. 5 người đến từ tiên đạo, đó là công chúa Đắc Kiều, Cửu Thiên Đãng Ma Tổ Sư, cung chủ Giao Trì, Bắc Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương. Sở dĩ không có tinh quân đến dự, là do cái vì tinh tú trên trời đang chìm trong hỗn loạn, trời mất cân bằng, đến của tử thần, con trai của Bắc Vi Đại Đế cũng không thể thoát thân, đã chứng tỏ mức độ trầm trọng của tình hình hiện tại. Khương tướng, khi nào Tạ Lan mới trở về? Tạ Lưu Vân hỏi, đạo tổ đã đến chi viện cho cuộc chiến thần ma trong vũ trụ hư không, sợ rằng anh ấy vẫn chưa thể rời khỏi đó trước khi giải quyết được cuộc chiến. Khương Tuyết Dương nói, cô ấy vừa dứt lời, đột nhiên bầu trời Quy Khư nổi lên dị tượng. Sau đó, toàn bộ núi Bất Chu bắt đầu rung chuyển. Mọi người dường như cảm nhận được điều gì đó, vội vã bước ra khỏi thần điện. Vừa bước ra, đã nghe thấy thần niệm của phong chủ truyền tới thông báo, giọng của cô ấy vang vọng khắp Quy Khư, quân chủ Bắc Minh đã trở về Quy Khư. Đã hơn hàng ngàn năm qua, cuối cùng Côn đã có thể quay trở lại huyền quan của mình. Chương 1279, Triệu Hồn Kỳ Lân. Những gì Côn biểu hiện ra ngoài vẫn trông giống như một người đàn ông trung niên, từ lúc hiện thân ở cổng giới Quy Khư cho đến hiện giờ. Ông ấy bước đi không nhanh lắm, Quy Khư là huyền quan của ông ấy. Mỗi một nhành cây ngọn cỏ ở đây ông cũng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Côn nhìn thấy cổng giới bị phá vỡ, nhìn thấy chiến trường của vạn tộc bị biển lửa thiêu rụi thành cho bụi, nhìn thấy vực Kỳ Lân do Yến Tháp biến đổi thành. Côn lặng lẽ đứng trước vực Kỳ Lân, đứng im lặng như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Đúng vào lúc này, Nguyên Phượng Tổ sư Hy Hòa đã đi tới trước mặt ông ấy. Ma đạo Hy Hòa, bái kiến Côn đại nhân. Hy Hòa của hôm nay một thân đồ trắng, mỗi khi cô đi đến vực Kỳ Lân cũng đều sẽ thay lại thành đồ màu trắng. Tổ Long Nguyên Phượng Thủy Kỳ Lân, trong đại nạn Long Phượng, Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân là đồng minh cùng đối kháng với tộc Tổ Long hùng mạnh. Vì vậy, Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân có mối quan hệ tự nhiên mật thiết. Hơn nữa, thuộc tính của hai tộc vốn dĩ cũng không có xung đột, Nguyên Phong khống chế bầu trời, Thủy Kỳ Lân cai quản mặt đất. Ở thời đại chủng tộc của họ còn thịnh vượng, hai chủng tộc đã từng có tiền lệ liên hôn, hiện giờ trên nhân gian chỉ còn sót lại một Nguyên Phượng cùng một Thủy Kỳ Lân cuối cùng. Mối quan hệ riêng tư giữa Hy Hòa và Yến Tháp còn thân thiết hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Chẳng qua là tính cách của Yến Tháp bao dung, nhẫn nhịn, còn Hy Hòa lại lạnh lùng, cao cao tại thượng nên không ai biết đến mà thôi. Phải đến trận quyết chiến giữa Hy Hòa và Đế Giang, Yến Tháp vì để cứu cô mà hiến dâng máu Kỳ Lân thân hóa thành vực Kỳ Lân, Nguyên Phượng Tổ sư lúc này mới bộc phát những cảm xúc bị đè nén trong lòng. Kể từ đó, trên vực Kỳ Lân luôn có thể trông thấy một người mặc bộ đồ trắng trơn và sáng hơn tuyết. Ánh sáng có 7 tia chiếu thuần khiết, Hy Hòa trước đây chỉ có thể cảm ngộ được 6 tia trong số đó, tia sáng thứ 7 được gọi là đại điện liệt diễm, Hy Hòa lĩnh hội được từ tinh hoa máu thịt của trái tim Yến Tháp. Trong trận chiến cuối cùng của đại nạn Long Phượng, thủ lĩnh Nguyên Phượng đã yêu cầu mượn tia sáng thứ 7 từ thủ lĩnh Thủy Kỳ Lân, sau đó dưới sức mạnh hoàn chỉnh của áng sáng mà đồng quy vu tận với Tổ Long. Nguyên Phượng Tổ sư Hy Hòa của ngày hôm nay cũng từ trong máu Thủy Kỳ Lân cảm ngộ được tia sáng thứ 7 và đánh bại Đế Giang. Yến Tháp tuy rằng đã chết, nhưng đối với Hy Hòa mà nói thì cậu ấy chưa từng rời đi, cậu ấy vẫn luôn tồn tại bên cạnh cô. Bất cứ khi nào cô cảm nhận được sức mạnh thuần khiết của ngọn lửa sáng chói, cô cũng đều nhớ đến Yến Tháp. Tia sáng thứ 7 như tia nắng ấm áp, chiếu rọi vào trái tim cô, khiến cô tạm biệt nỗi buồn. Tuy nhiên, thứ Hy Hòa muốn không chỉ vỏn vẹn là một tia nắng ấm. Mỗi lần nhìn thấy Lưu Phong Sương bám dịt lấy bên cạnh Bắc Minh Tú, cô cũng đều sẽ ngưỡng mộ không thôi, ngay cả A Lê dù đã mất đi Ngạo Phong cũng khiến cô ngưỡng mộ. Mặc dù A Lê đã mất đi Ngạo Phong, nhưng vẫn còn hy vọng, mà cô thì chỉ còn lại một vực kỳ lân mà thôi. Điều quan trọng nhất là cô chưa bao giờ tiết lộ tình cảm của mình với Yến Tháp khi cậu ấy còn sống, bởi vì cô không chắc liệu Yến Tháp có còn nhớ đến ước định giữa Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân trước đó hay không. Vào khoảnh khắc Yến Tháp chết đi, cô mới hiểu được tiếng lòng của cậu, tiếc thay tất cả đều đã quá muộn. Cơn mưa đẫm máu đó định sẵn sẽ trở thành ký ức đau buồn nhất của Hy Hòa. Vực núi này từ đâu mà thành thế? Côn gật gù nhìn Hy Hòa hỏi. Xin đáp lời Côn đại nhân, vực núi này là được hình thành từ xương cốt cùng máu thịt của đệ tử ma đạo Thủy Kỳ Lân Yến Tháp. Cậu ấy đã chết như thế nào? Côn tiếp tục hỏi. Sau đó, Hy Hòa kể lại toàn bộ nguyên nhân cái chết của Yến Tháp với giọng điệu bình tĩnh, không buồn cũng không vui. Cô đang kể về những ký ức đau buồn nhất nhưng lại trông như đang kể lại cuộc đời của một người khác. Trong lòng có bao nhiêu phần đau thương thì trong mắt sẽ có bấy nhiêu phần bình yên. Đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng, câu nói này không biết đã hại chết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Côn đáp, đôi khi người còn sống sẽ đau đớn hơn người đã mất, muốn gặp mà chẳng thể gặp, mãi mãi chỉ có thể sống trong hồi ức. Hy Hòa nói, không, cô không chỉ còn mỗi ký ức, cô quên mất nơi này ở đâu rồi à? Côn đại nhân, lời này có ý gì? Vẻ mặt Hy Hòa lập tức hưng phấn, nơi đây là quy khư, cũng là huyền quan của ta. Thần hồn của Yến Tháp tiêu tan ở đây, chỉ cần xương cốt còn đó, thì ta có thể trùng tụ thần hồn cho cậu ấy. Nhưng mà, xương cốt của Yến Tháp không còn tồn tại nữa. Vực kỳ lân trước mắt không phải chính là thi thể của cậu ấy sao, ta có thể cảm nhận được ý chí của cậu ấy còn tồn tại trong núi. Côn vừa nói xong lời này, Hy Hòa lập tức quỳ xuống trước mặt ông mà rơi nước mắt. Côn đưa tay đỡ cô dậy và nói, cô không cần nói gì cả, đây vốn là việc ta nên làm. Côn tổng cộng có 4 viên long nguyên, rồng đỏ đã giao cho nhân tộc, rồng lục giao cho cửu u nữ đế, rồng xanh lam lúc ở Côn Lôn đã đưa tôi để lại cho tôi chuyển giao cho Thùy Hỏa, còn rồng đen thì vẫn luôn mang theo bên mình, ông muốn đích thân giao lại cho ma đạo. Hôm nay khi trông thấy vực kỳ lân, trong lòng Côn cảm nhận được điều gì đó. Muốn hồi sinh Yến Tháp, không chỉ đơn giản là trùng tụ thần hồn, bởi vì xương cốt của Yến Tháp đã biến thành một vách núi, để truyền được sinh cơ vào cậu ấy thì phải dựa vào nguồn sức mạnh sinh mệnh dồi dào, không còn nguồn sức sống nào mạnh mẽ hơn Long Nguyên được nữa. Ta có 4 viên Long Nguyên, viên Long Nguyên đen này nắm giữ chữ sát, vốn dĩ ta muốn đưa nó cho Khương Tuyết Dương để tăng thêm vô thượng sát khí cho trận vạn tiên của cô ấy. Bây giờ ta muốn dùng nó để giúp Thủy Kỳ Lân phục sinh, trận chiến với thiên đạo sắp sửa xảy ra, nếu muốn bảo vệ nhân gian thì không thể thiếu đi công lực bên ngoài của Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân. Chỉ là sát khí của viên Long Nguyên đen này cực kỳ thịnh vượng, có lẽ tính khí của Thủy Kỳ Lân sau khi sống lại sẽ thay đổi rất lớn, hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Côn nói, dù cậu ấy có vô tình đến đâu, còn có thể tổn thương người khác hơn cả vách núi lạnh lẽo này sao? Hy Hòa hỏi, ái trà, ta thật sự không hiểu được tình yêu đôi trẻ giữa các người mà. Côn thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia hồi ức cùng bi thương. Côn đại nhân đã từng có một đoạn tình cảm sao? Hy Hòa thấy vậy, mạnh dạn hỏi. Chúng sinh đều có tình, vô tình duy chỉ có thiên đạo. Nói xong lời này, Côn không tiếp tục bàn luận nữa. Ông lấy viên Long Nguyên Hắc Long đặt lên bàn tay, niệm khẩu quyết và biến nó thành một luồng khí đen được đẩy vào vực kỳ lân. Vực kỳ lân trong nháy mắt đã bị bao phủ bởi màn khí đen, mơ hồ có thể nhìn thấy Thủy Kỳ Lân đang gầm rú trong màn xương đen đó, ngọn núi nới lỏng, sau đó đá núi sụp đổ và bay tứ tung, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể phá tan màn xương đen và hiện nguyên hình. Sau đó Côn bắt đầu niệm chú chiêu hồn, vẫn là lời chú tương tự, nhưng lại đem đến sức mạnh khác nhau. Hồn hề quy lai, đông phương bất khả dĩ thác tá, trưởng nhân thiên nhận, duy hồn thị sách tá, thập nhật đại xuất, lưu kim thước thạch tá, bỉ giai tập chi, hồn vãn tất thích tá, quy lai hề, bất khả dĩ thác tá. Chương 1280, hoan nghênh về nhà 1. Cùng với những lời chú được Côn niệm, thần hồn của Thủy Kỳ Lân Yến Tháp vốn đã tan biến trong đất trời thế giới quy khư bắt đầu trùng tụ lại. Đây là huyền quan của Côn, mỗi một nhành cây ngọn cỏ đều do Côn điều khiển. Côn là người sáng tạo nơi này, tất nhiên ông ấy biết thần hồn của Yến Tháp đang phân tán ở đâu và sử dụng thần thông tối cao của mình lần nữa trùng tụ thần hồn trong thể tinh thần vô thức thành cơ thể sống. Điều này thực sự là nghịch thiên, nếu thiên đạo còn ở nhân gian thì điều này sẽ không bao giờ được phép xảy ra, vì nó đã vi phạm quy luật tự nhiên của trời đất. Không nghi ngờ gì nữa, việc triệu hồi linh hồn của Yến Tháp chắc chắn sẽ khiến Côn phải gánh chịu lấy nhân quả nghiêm trọng, thế nhưng Côn hoàn toàn không quan tâm đến việc này. Đoạn tuyệt với thiên đạo rồi, Côn tự biết rằng mình sẽ không bao giờ có cơ duyên hóa thân thành bằng nữa. Như vậy sẽ phải ở lại nhân gian mãi mãi, ông sẽ vĩnh viễn không gặp lại được người mình yêu. Người đời chỉ biết đại bằng thừa phong khởi, phù giao trực thượng cửu vạn lý sao. Sao đại bằng tung cánh bay, bay cao 9 vạn dặm trời bay. Nào đâu biết rằng sở dĩ Côn muốn hóa bằng là vì người ông yêu ở nơi cao trên 9 tầng mây trời kia. Cũng như lời ông nói vậy, chúng sinh đều có tình, duy chỉ thiên đạo vô tình thôi. Vì vậy, sau khi cảm động trước tình cảm của Hy Hòa, Côn đã không chút do dự mà lấy ra viên Long Nguyên Hắc Long để triệu hồi thần hồn của Yến Tháp. Trong hư không, hình người của Yến Tháp hiện lên ngày một rõ ràng. Cùng lúc đó, Vực Kỳ Lân cũng dần dần sống dậy trong màn sương đen. Một người, một thú đối mặt nhau trên không trung. Thú thân của Thủy Kỳ Lân gầm lên, muốn cố gắng lao về phía bóng ảnh hư ảo hình người của Yến Tháp, nhưng Yến Tháp thì vẫn chần chừ không chịu quay về. Côn đại nhân, tại sao Yến Tháp không chịu quay về với thú thân? Hy Hòa như ngồi trên đống lửa hỏi. Yến Tháp mặc dù là thần thú, nhưng cậu ta có tâm hồn trong sáng thuần khiết, cậu cảm nhận được sát khí tối thượng trong Long Nguyên Hắc Long, nên mới không chịu quay về. Côn trả lời, vậy chúng ta cần phải làm gì? Cậu ấy không chịu quay về, chỉ có thể nhờ cô phải tìm cách. Đừng quên, cậu ấy là vì cô mà chết. Hy Hòa suy nghĩ một chút rồi nói, tôi biết nên làm như thế nào rồi. Nói xong, Hy Hòa biến thành liệt diễm phượng hoàng, phát ra 7 tia sáng thuần khiết của ánh sáng. Rực rỡ chói lóa, ngọn lửa tạo thành biển cả. Sau đó, Hy Hòa bay thẳng về thú thân Thủy Kỳ Lân đang gầm thét lên, cố tỏ ra hung dữ. Thủy Kỳ Lân lúc này vẫn bị kiểm soát bởi con rồng đen vốn nắm giữ sự giết chóc, không còn nhận ra Hy Hòa, chỉ coi cô như một kẻ thù sinh tử, đứng tại chỗ bật nhảy lên không trung và cắn vào đôi cánh của Hy Hòa. Hy Hòa không hề né tránh, để mặc cho Thủy Kỳ Lân xé nát từng mảng máu thịt lớn. Sau khi những chiếc lông thất thải liệt diễm rời khỏi cơ thể, chúng nhanh chóng cháy thành tro trong không trung. Sau khi Thủy Kỳ Lân đắc thế, nó càng trở nên hung tợn hơn, cặp móng vuốt ở hai chi trước liều mạng cào xé từng mảng máu thịt trên lưng Hy Hòa. Hy Hòa mặc dù tạo ra biển lửa nhưng lại không gây tổn hại gì cho Thủy Kỳ Lân, trong không trung rơi xuống trận mưa máu ánh vàng, không biết bao nhiêu lông vũ thất thải liệt liễm đã bị đốt thành cho bụi. Xuân tâm mặc cộng hoa thanh phát, nhất thốn tương tư nhất thốn hôi sao. Sao vô đề tứ thủ kỳ hai lý thương ẩn, nghĩa thơ, lòng xuân đừng tranh cùng hoa đua nở, một tấc tương tư một tấc cho. Thứ Hy Hòa đốt cháy là niềm khao khát, nhung nhớ của cô thả đốt chúng thành cho còn hơn là phản kháng lại. Cú cắn hủy diệt của Thủy Kỳ Lân mạnh mẽ nhường nào, Hy Hòa không dùng đến liệt diễm trị uy thì có thể kiên trì thêm bao lâu nữa chứ. Cuối cùng, cô không thể kìm nén được cơn đau trong cơ thể nữa, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Yến Tháp trên không trung ngơ ngác nhìn Hy Hòa trong trạng thái quằn quại, đau khổ, đôi mắt như người mất đi trí nhớ, từ trống rỗng trở nên trong trẻo. Cuối cùng, vào khoảnh khắc Hy Hòa thét lên thảm thiết, cậu ấy đã nhớ lại mọi chuyện trước lúc còn sống, cũng nhận ra ai đang phải chịu đau đớn trong biển lửa kia là ai. Hy Hòa, theo tiếng thét của Yến Tháp, hư ảnh thần hồn lao nhanh như chớp vào thú thân đang bị khống chế bởi Long Nguyên Hắc Long. Với sự trở lại của thần hồn của Yến Tháp, sức mạnh tinh thần yếu ớt của Long Nguyên Hắc Long ngay lập tức bị xóa sổ, nhưng sức sống mạnh mẽ của Long Nguyên Hắc Long thì vẫn tồn tại lâu dài trong cơ thể Thủy Kỳ Lân, cho phép Yến Tháp hoàn thành sự hợp nhất hoàn hảo giữa thể xác và thần hồn. Yến Tháp hồi phục lại thần thức, cú đập điên cuồng của Thủy Kỳ Lân lên người liệt diễm phượng hoàng cũng đột ngột dừng lại. Một khắc sau, Thủy Kỳ Lân và liệt diễm phượng hoàng đồng thời từ trên trời đáp đất. Thủy Kỳ Lân thè cái lưỡi đỏ như máu ra, liếm lên vết thương của liệt diễm phượng hoàng. Hai đại thần thú dịu dàng tựa vào người nhau. Từ lúc phong chủ gửi tin báo cho đến khi đám người Khương Tuyết Dương, Tạ Lưu Vân đến đây chỉ mất một ít thời gian. Nhưng khi mọi người có mặt tại đây thì đã thấy một cảnh tượng cảm động như vậy. Trong lòng Khương Tuyết Dương được một phen chấn động, còn A Lê đã lã chã rơi nước mặt tại chỗ. Sau đó, phong chủ dùng hết sức mình triển khai cơn gió hồi sinh để khôi phục sinh cơ cho Hy Hòa, trong khi A Lê thi triển chúc phúc của Nguyệt Thần để ổn định thần hồn của cả hai. Đợi sau khi Yến Tháp và Hy Hòa đều biến lại thành hình người, mọi người mới nhớ ra phải đi gặp Côn. Không phải có ý ngó lơ Côn mà đám người của ma đạo bị sốc trước cảnh tượng ôm nhau đẫm máu giữa Yến Tháp và Hy Hòa. Hơn nữa, ở Quy Khư, ma đạo là chủ, nhân, tiên hai đạo là khách. Người của ma đạo không có động thái gì, Tạ Lưu Vân và Đắc Kiều cũng không dám chào Côn trước. Ma đạo Khương Tuyết Dương, bái kiến Côn đại nhân. Khương Tuyết Dương tiến lên một bước và nói, nhân đạo Tạ Lưu Vân, bái kiến Côn đại nhân. Cùng lúc đó, Tạ Lưu Vân cũng tiến lên phía trước một bước. So sánh với nhau, thì phản ứng của công chúa Đắc Kiều của tiên đạo không sắc bén bằng hai người này. Đắc Kiều là võ tướng, Khương Tuyết Dương cùng Tạ Lưu Vân không ai không là người tinh nhạy cả. Côn mỉm cười mời hai người đứng dậy, sau đó hướng về Đắc Kiều công chúa gật đầu, ra hiệu cho cô ta không cần khách khí, sau đó nói, Long Hổ hành tẩu thành tuyệt hưởng, Trung Nam Sơn hữu Khương Tuyết Dương. Khi ta ở biển Bắc Minh Âm Ti đã nghe qua câu nhận xét này từ phán quan, hôm nay được gặp, hai vị quả thực danh bất hư truyền. Côn đại nhân, hoan nghênh về nhà. Khương Tuyết Dương cười hào phóng nói.